chào tất cả mọi người, mình tên là Trang My. Công việc hiện tại của Trang My đang là ca sĩ và diễn viên. Thật sự là Trang My rất là may mắn khi mà được tất cả khán giả biết đến qua những cái clip trên YouTube rồi trên Facebook nữa. Bên cạnh công việc diễn xuất cũng như là ca hát của mình thì Trang My rất là thích những món ăn Hàn Quốc. Và Trang My cũng có biết một chút xíu tiếng Hàn để có thể giao tiếp và trò chuyện cùng với tất cả những người bạn Hàn Quốc. Bạn bè hay là đặc biệt là fan của Trang My thì hay nói Trang My là cũng nhìn xinh xắn rồi dễ thương đáng yêu, nhưng mà không hiểu tại sao là vẫn còn cô đơn một mình. Thật sự là trong thời gian vừa rồi thì Trang My cũng có thử tìm hiểu một người được 2 năm, và trong thời gian đó thì Trang My có học tiếng Hàn nên là anh ấy đã giúp đỡ cho Trang My về tiếng Hàn nhiều hơn, dành cho Trang My rất là nhiều thời gian luôn. Nhưng mà trong cái thời điểm đó thì Trang My được khán giả biết đến rất là nhiều nên là không có nhiều cái thời gian như trước nữa, nên là dần dần có cái khoảng cách nhiều hơn. Giống như là nó đúng người nhưng mà nó lại không có đúng ngay cái thời điểm đó, cho nên cả hai mới không thể tiến xa hơn được nữa. Và sau cái mối quan hệ đó thì Trang My cũng rút ra được một phần nào kinh nghiệm dành cho mình. Qua chương trình này, Trang My cũng mong là mình sẽ tìm đúng người và cũng như là đúng thời điểm hơn. Biết đâu là sẽ có may mắn được một mối tình chính thức cho chính mình thì sao? Tôi có cảm giác là cô bé này khi làm cái MV ca nhạc này cho cô ấy là để dành cho chương trình này thì phải. Tất cả những cái cảnh quay nó rất là phù hợp với tâm lý của cô ấy ngay thời điểm này. Và thưa quý vị, một lần nữa xin hãy chào đón một cô ca sĩ rất là trong trẻo, dễ thương. Thưa quý vị, Trang My. Xinh quá, xinh quá, xinh thường quá đi. Là mấy người xinh hay ế đúng không em? Anh cũng ế luôn. Trang My thân mến, anh thì cũng đã biết em là một ca sĩ, em cũng được khán giả yêu mến nhiều bằng những bài hát trên YouTube rồi. Thì không biết là hôm nay Trang My vì cái lý do gì mà đến đây? Đầu tiên em xin gửi lời chào đến anh Trấn Thành và 4 vị cố vấn ở đây, cũng như tất cả các khán giả đang có mặt tại trường quay hôm nay. Thật sự là em cũng đã hoạt động trong nghệ thuật cũng được 2-3 năm. Cái thời gian đó em nghĩ là cũng không phải là nó dài gì quá, nhưng mà nó đủ để mà em có thể gặp nhiều người. Nhưng mà em cũng không hiểu sao em chưa có duyên để mà có hẳn một mối tình. Cho nên là đến với chương trình ngày hôm nay, cái mục đích chính của em là em sẽ tìm hiểu thêm nhiều cái kinh nghiệm lựa chọn của mình, và mong là nếu như may mắn thì sẽ có được một mối tình cho chính mình. Nhưng mà em không có được một mối tình là do người ta không chủ động đến để tìm hiểu em, hay là do người ta tìm hiểu rồi em cảm thấy không an toàn và em từ chối những mối quan hệ đó? Em nghĩ là chắc là giống như hồi nãy em vừa mới nói trên đoạn clip vừa rồi, là em cũng có những người để mà mình có thể tìm hiểu được sâu hơn, tiến xa hơn. Nhưng mà không hiểu tại sao cái tình cảm nó lại chưa có đủ, cho nên là em chỉ dừng lại ở mức là tìm hiểu thôi, chứ chưa có hẳn một cái mối tình nào mà gọi là đậm sâu. Tức là chưa gặp được cái người thích hợp, đúng không? Em cũng nghĩ là nhưng như vậy. Nhưng em có dễ chấp nhận cho một chàng trai có cơ hội để tiếp xúc với mình không? Cũng tùy người, tại vì với cái tính của em á, nếu như mà em thích thì em mới tìm hiểu sâu hơn, còn nếu không thì em cũng sẽ nói thẳng luôn. Nếu như mà bị mất cái thời gian nhiều quá thì cũng đúng không rồi. Tốt cho cả hai. Thông minh. Như vậy em cho anh biết luôn đi, cái gu một người đàn ông như thế nào sẽ làm cho em hấp dẫn? Em nghĩ là một người hài hước và... Đừng nói về anh quá nhiều như vậy. Chỉ liền luôn. Vậy luôn hả? Chỉ liền. Tại vì bản thân của em là không phải là một người nói nhiều, và em cũng không có khiếu hài hước lắm, nên là em thích một người làm cho em vui. Hỏi Trang My một chút này, nghĩa là chờ em chỉ là chưa gặp người phù hợp thôi đúng không? Nhưng trong cái quá khứ thì có một cái nỗi buồn hay là một cái ký ức nào đó em không muốn nhớ tới trong cái chuyện tình cảm của mình không? Tại vì em chưa có một tiếng xa sâu hơn cái tình yêu á, cho nên là nó cũng chưa có phải là cái niềm đau. Cô gái này là cô gái thiếu trải nghiệm nha, nó khác với những cô gái khác đã từng đơn. Khác nha, anh nhờ chú ý nè. Thưa quý vị, ở đây có một vị cố vấn. Tôi cũng không hiểu vì sao chương trình lại đặt lời mời cho anh ta tới đây, bởi vì bản thân anh ta cũng chẳng có một cái kinh nghiệm tình trường gì. Đó là một trong những nhạc sĩ có nhiều bài hit nhất hiện nay, nhạc sĩ trẻ Châu Đăng Khoa. Em gặp anh Khoa, em
ngờ lắm, nói ủa hai anh em mình ế giống nhau mà tại sao hôm nay anh lại cố vấn em cho em. Em cảm thấy em bị hụt hẫng á đúng không cô? Dạ em lo lắm. Với gọi là cái khía cạnh là một cái người mà giống như em á, dễ được tìm được sự đồng cảm và anh sẽ hiểu được cảm giác em muốn cái gì hơn. Bây giờ nè, cái người thứ hai tôi cũng đang thắc mắc là Phan Lê Ái Phương. Hiện nay thì tôi thấy rằng là cái không khí ế nó vẫn bao trùm ngôi nhà của Ái Phương. Tôi cũng không hiểu vì sao cô ấy lại có mặt ở đây. Có rồi. Có người yêu rồi, có người yêu rồi. Trời ơi, sao em giấu mà anh không biết luôn vậy. Còn bây giờ Ngô Kiến Huy nè, bây giờ với một cái người đã có dày dặn kinh nghiệm trong cái chuyện mà yêu đương mà bền chặt đó em. Em hãy tin tưởng anh, bởi vì anh sẽ có cái nhìn rất là khách quan về người đã có chủ. Đã có chủ vậy rồi. Bởi vì những người đã có chủ họ sẽ có những đặc điểm riêng của họ. Ví dụ nó hơi mệt mỏi, giống anh xin. Tức là mình đi làm về nhưng mà mình phải dành thời gian để mình đưa người ấy mình đi chơi không? Mình cũng như là yêu chúng này đó. Tôi là những người có cái để làm, ok? Đó. Chứ không phải là rảnh để mà post được những cái Facebook và những cái trang status là ai rồi ngày nào tôi mới được rước đây chứ. Ê, nãy giờ chưa tới với Hương Giang nha, không biết Hương Giang có chủ chưa ta? Không, em thì... Sao cái vị cố vấn mà lâu năm nhất của chương trình. Em à, không có sao thương. Hết. Chị ở đây với cái sự mong manh, với cái tâm hồn trong sáng của chị. Em sẽ không áp lực như các số trước. Các số trước là các bạn ấy đều đã va vấp, rồi đã gặp rất là nhiều người rồi. Em thì là bắt đầu từ con số 0, cho nên hãy cứ trải nghiệm đi. Em đã yêu ai bao giờ sao đã có chuyện gì buồn trong tình cảm đâu. Nếu như hôm nay em bước ra em có buồn đi chăng nữa, đó là điều em nên gặp. Chính tại xác. Vì sao? Tại vì chúng ta phải trải qua những cú sốc trong tình cảm thì chúng ta mới trưởng thành được. Em nhìn hát đi. Hát mới hay được em. Đúng. Trời ơi, mà anh nói cho em nghe, với tư cách một người anh trai thì em là Danh My cũng từng tiếp xúc nhiều với nhau. Kể cả khi ngày hôm nay em không chọn được ai, vẫn còn một bến đỗ nữa, một người hài hước chung thủy, đó là anh Đức. Phụ nữ đôi khi nên trải nghiệm một tí. An toàn quá, cuộc sống nó không có gia vị bé à. Dạ thật sự luôn là hôm nay gia đình của em cũng rất là hy vọng là cũng sẽ có một người bờ vai ba mẹ có vậy. Biết hả? Dạ có, tại vì khi em tham gia chương trình gì thì ba mẹ cũng biết hết. Mẹ nói thế nào? Mẹ nói là mong là con thoát ế sớm để cho mẹ mừng, để có trải nghiệm. Ủa mẹ đã mong thoát ế rồi đó hả? Không, tại vì á mẹ không nghĩ là không phải là để cho em có gia đình hay là gì hết, mà là mẹ nói là cái có tuổi người để yêu. Dạ đúng rồi, cái tuổi đó đang đẹp cho nên là con cứ yêu đi. Anh ơi, vậy thì em hiểu tâm trạng mẹ em rồi. Sao vậy? Mẹ bạn đã sốt ruột thế rồi thì mẹ em như thế nào nữa? Không, trời mẹ em ơi. Quen rồi. Mẹ em thì khác, mẹ em quen rồi nha Giang nha. Không sao đâu, đừng lo cho mẹ. Ok. Ok. Chào, mình tên là Huỳnh Tuyết Anh. Hiện tại thì mình đang cùng các bạn của mình kinh doanh quán cà phê. Và ngoài ra thì mình có làm diễn viên tự do. Năm vừa qua thì là một năm khá thuận lợi với mình, khi mà quán cà phê của mình kinh doanh thuận lợi. Và cũng may mắn xuất hiện trong một số phim điện ảnh năm 2018 vừa qua. Về tính cách thì mình khá là mạnh mẽ. Mình thích chơi những cái môn thể thao mạo hiểm, thích học về võ thuật. Có một cái cuộc tình 4 năm thì hai đứa quen nhau khi mà làm việc chung một công ty. Thì mọi chuyện nó cứ bình thường cho tới một ngày. Trong cái lúc mà tụi mình làm việc với nhau á, thì anh có rất là nhiều áp lực từ gia đình, từ bạn bè, rồi từ mọi thứ. Nhưng mà thay vì cái việc mà anh chia sẻ với mình thì anh không. Anh chọn là việc là anh sẽ giải quyết một mình bằng việc là anh đi tham gia một cái khóa thiền. Xong rồi khi mà anh trở về á, thì anh hoàn toàn là một con người khác. Anh tập trung để giải quyết cái vấn đề của anh đến mức mà mọi thứ xung quanh của anh không còn luôn. Mình cũng bị mờ. Chị chỉ dám nói, mình chỉ dám đổ lỗi là nó hết duyên thôi, chứ mình không có bất cứ một cái gì giải thích được cho những cái hành động đó. Rằng người yêu mình sau khi quen mình 4 năm thì đi tu, nó không có cái gì để giải thích cho cái việc đó bằng cái việc là hết duyên. Thực sự là khi mà chia tay cái mối tình này, bản thân của mình mất một khoảng thời gian rất là lâu để mình quên được nó. Bây giờ thì mọi thứ nó đã ổn hơn, mình nghĩ là nên có một cái bước mới. Và mình đến với chương trình này, mình hy vọng rằng là mình sẽ chọn được cái bạn nam mà đúng người, đúng thời điểm, và mình sẽ có cơ hội tìm hiểu bạn đó. Và thưa quý vị, cô gái của chương trình Tuyết Anh. Wow, quá đẹp. Yeah.
Vinh Hóa. Dẫu cho anh là ai hay đứa ta nhìn thấy nhau, người sẽ khiến trái tim dành trọn yêu thương. Người rất là xinh. Tại vì chương trình mình cũng chủ yếu là mang đến được những cái gọi là chân thiện mỹ đó, nên cái yếu tố thẩm mỹ nó cũng rất là quan trọng. Mang tiếng là một cái game show thôi, nhưng mà chúng ta đang làm một cái chuyện nghiêm túc, giúp cho những người mà người ta thật sự là có cái khát khao gặp được một cái người đàng hoàng, tử tế. Và ít ra thì chúng ta cũng có được cái sự chọn lọc đàng hoàng. Em có thể chia sẻ với mọi người một tí về em và mẫu người đàn ông lý tưởng của em là gì? Em tên là Huỳnh Tuyết Anh. Em thì thích mấy cái môn thể thao hồi nhỏ thì học võ rồi. Nguyên gia đình em ai cũng học võ hết. Đai cỡ nào? Dạ em đai đen. Trời ơi, em đai đen rồi đó hả? Dạ. Ra ngoài đường mà không biết mà ghẹo em chắc chết với em quá thiệt á. Chị cũng tứ đai quyền đẳng môn... Nghe lộn hả? Karaoke. Rồi. Tuyết Anh ơi, cứ lúc nãy trong đoạn clip của em thì có nghe em chia sẻ rằng là yêu 4 năm đúng không? Thì sau một khóa thiền à? Là anh ta không có vương vấn dương gian nữa đúng không? Sau khóa thiền đó thì cái lúc mà anh về nhà thì anh có làm một cái kim tự tháp. Xong rồi anh ngồi trong kim tự tháp anh thiền hoài luôn. Xong rồi em cứ lâu lâu em chọc con chó vô để làm cái sự chú ý á, nhưng mà anh không có động tĩnh gì, anh không ăn luôn. Anh cứ thiền hoài luôn. Quen bao lâu thì anh vào thiền? Quen khoảng 2 năm. Sau đó là anh ấy cũng không nói lời chia tay mà tự em cảm thấy không chịu được hay là như nào? Khoảng thời gian đầu thì em không có tin, cho nên là em cứ nghĩ là chắc là anh áp lực quá rồi, anh thiền xong rồi thôi, anh cũng bình thường trở lại. Xong rồi là anh cứ đi nước ngoài anh thiền. Nhưng mà anh đi thì anh không có nói cho em trước là anh đi nha, mà anh đi luôn. Không hồi nãy, em nói một cái từ này anh thấy rất là đúng, đó là em dùng từ hết duyên. Thì anh nói ví dụ như là bạn trai em ngay cái lúc đó khi họ đến với cái lớp thiền đó, vô tình anh ta ngộ ra một cái điều gì đó. Yeah. Anh ta bước vào một thế giới khác so với cái thế giới anh ta đang hiện hữu. Và nơi đó không phải anh ta hết thương em, có lẽ anh ta không có quan tâm em như hồi trước nữa. Tại vì đối với anh ta cái mục tiêu lớn hơn nó là cái điều khác. Đồng ý với anh Thành về vấn đề này. Với thế giới của chúng ta thì chúng ta nghĩ rằng là yêu đương này, hẹn hò này, ăn uống này là thú vị. Nhưng mà với người ta thì có thể họ cho rằng đấy mới là cái chân lý sống. Khi mà người đó vào trong thế giới đó luôn thì trong em như thế nào? Cái nỗi buồn đó bây giờ còn không? Thì nhắc lại thì em cũng hơi buồn một chút xíu. Nhưng mà em nhớ cái lúc mà chia tay á, là thật ra hai đứa không có cãi nhau. Rồi em ước gì hai đứa cãi nhau, rồi biết cái vấn đề nó nằm ở đâu để giải quyết. Nhưng mà em nghĩ là ảnh không thương em hay là ảnh thương em mới ra đi như vậy? Em nghĩ là ảnh thương em, ảnh mới ra đi như chính vậy. Xác. Chính xác. Nếu em hiểu được như vậy là rất tốt. Các bạn biết thế nào không? Khi mà người ta thương cái người bạn đời đó, cái người người ta gặp ngoài đời đó, nhưng mà người ta nghĩ là cái duyên tu người ta lớn hơn. Như vậy là họ thương em vì họ không còn thời gian cho em nhiều. Biết không, cuộc sống của chúng ta nó muôn màu muôn vẻ, giống như cái trò chơi lắp ráp Lego vậy đó em. Bữa nay em nhìn em ráp vô cái này em thấy vậy là mình ngon lành lắm. Tự nhiên mình qua mình thấy bạn mình ráp được cái máy bay bự hơn mình, cái mình thấy ý, sao kỳ vậy. Trấn Thành ha, ráp với Harry xuất sắc luôn. Tôi tưởng là tôi bị đứng giữa Trấn Thành, Harry với Thiên Đạt, tôi muốn xỉu ai về nó bình yên. Thiệt sự ra mà nói lúc đó chị Chanh cũng là bạn rất thân với anh Đạt luôn. Và chị Chanh cũng biết Trấn Thành, nhưng dĩ nhiên nếu nói về độ thân thì không thể so sánh được với anh Đạt rồi. Nhưng mà tại sao chúng tôi vẫn giữ được hòa khí, vẫn là những người bạn của nhau, là tại vì trong Thành có tôn trọng anh Đạt. Vì mình hiểu đó là một cái người đã rất tốt với vợ mình, đã cùng vợ mình trải qua một cái chặng đường đủ dài để anh ta được làm gì đó trong cuộc đời của Harry. Và nếu không có công anh Tiến Đạt giữ 9 năm đó thì không có vợ của Trấn Thành ngày hôm mang nay. Mang ơn anh. Đến độ ai cũng tưởng là Phương Thanh binh Tiến Đạt sẽ quánh Trấn Thành. Đúng. Chị Chanh rất văn minh và gọi cho anh nói rằng là chị nghĩ tụi em có duyên hơn và bạn chị tới đây là hết rồi. Vừa qua đó như mọi người cũng có, nếu mà có ai có biết về tin anh Đạt, có những cái vấn đề trong gia đình, thì anh lại là người đầu tiên hỏi là Harry em gọi cho anh Đạt chưa? An ủi ảnh chưa? Chị sẽ nói cho em, thì thường người con gái có vợ hay con trai vẫn vậy, nó gọi là binh nghiệp, thì ta gọi là tìm vợ tìm chồng ở chốn ba quân chứ không ai tìm ở nơi chốn tu hành. Thì thường quá. Yeah. Hôm nay là em may mắn lắm đó, gặp chị Danh ha. Và ngày hôm nay anh đang giúp em tìm một cái mảnh ghép phù hợp với em ngay trong cái thời điểm ta này. Ta gọi là gieo duyên. Và một cái giải pháp là tuyệt vời nhất nè, là mỗi lần thất tình hãy đến với chương trình Người Ấy Là Ai. Yeah. Tìm một người mới. Ok. Đây là giải pháp tuyệt vời nhất. Thì Trương Thế Vinh nè, chưa lấy vợ nè, ráp luôn đi, không có thì ráp qua chị Vinh. Mình tiếp tục đi Thành. Cái gì? Tôi thấy là Nhung với bà Đà Si cũng hợp lắm đó. Đây, đây cũng... Để chị Chanh làm vai trò phụ huynh đi em. Ban cố vấn chúng mình phải giúp em ý. Mọi người ơi, mọi người ơi.
Hello mọi người, mình là Tuệ Phương, mình đang là ca sĩ của nhóm nhạc nữ PM Band. Giờ người bên ai em mong anh sẽ vui, người bên ai em mong anh bình yên. Để anh thôi bận lòng, em sẽ ra đi vì anh. Từ trước đến giờ, Tuệ Phương cũng đã trải qua một vài mối tình. Và cho đến tận bây giờ thì có duy nhất một mối tình năm 23 tuổi là để lại trong Tuệ Phương rất là nhiều suy nghĩ. Anh là một người đàn ông trưởng thành và ấm áp. Và khi mà mới quen nhau, anh cũng đã nói với Tuệ Phương là anh đã từng có một đời vợ rồi. Cho tới khi có một dịp Tuệ Phương về thăm gia đình anh và đã biết được sự thật là không phải là anh đã ly hôn mà là anh đang ly thân thôi. Và từ đó là làm cuộc sống của mình đảo lộn hết. Niềm tin của Phương dành cho anh ấy cũng đã mất, thì mình quyết định dừng lại. Câu chuyện của mình thì cũng đã xảy ra rất là lâu rồi. Và Phương nghĩ là Phương cần phải học lại cách tin tưởng một ai đó. Đến với chương trình Người ấy là ai, Phương hy vọng rằng những người đàn ông hôm nay mà Phương sẽ gặp sẽ cho mình được cái sự tin tưởng mà mình đã mất. Và xin được giới thiệu nhân vật người chính ngày hôm nay, Tuệ Phương. Lần đầu tiên thì em xin chào anh Trấn Thành, bốn vị cố vấn và tất cả khán giả trong trường quay ạ. Bây giờ em có thể chia sẻ một tí ngắn gọn về bản thân mình cũng như một số những sở thích, những quan điểm trong cuộc sống của em. Xin mời. Cái clip ngắn vừa rồi thì cũng nói lên một phần về những cái mà em đã vấp ngã trong tình cảm. Và đó chỉ là một phần thôi, và mọi người nghĩ là tại sao mà bởi vì một cái lần đó lại mất niềm tin như thế. Nhưng mà thực ra là sau cái người đấy và thêm một vài mối tình nữa và liên tục em là người bị phản bội. Thế thôi. Nên là bình tĩnh nào. Sao hết? Tất cả những mối tình đó đã kết thúc rồi đúng không? Sau tất cả những cái lần thất bại mà lần lượt từ lần này đến lần kia, khi em chiêm nghiệm lại, em nghĩ là do em hay do cuộc đời? Em nghĩ là mỗi người có một số phận rồi. Em cũng đã cố gắng tốt nhất có thể đối với người mình yêu thương. Nhưng mà mình cũng không thể đòi hỏi là người ta phải tốt với mình như mình tốt với người ta được. Và mỗi người sẽ có một lựa chọn. Có thể mình nói một cách đổ thừa cho số phận một tí là mình chưa gặp được cái người mà chịu đồng hành với mình. Nhưng nếu mình tự điều chỉnh từ mình ra trước, anh nghĩ cuộc sống em sẽ thay đổi đỡ hơn. Em nhìn người như thế nào? Thực ra từ trước đến giờ là em toàn chọn người theo cái con tim em mách bảo. Đó. Mà đến khi mà em đã vấp ngã quá nhiều rồi, đến khi mà mình đã có quá nhiều những cái vết thương ở trong lòng rồi, mình quá nhiều lý trí rồi, thì mình lại không thể mở lòng với ai được nữa. Con tim người ta hay rung động bởi vì con người nó hay có một cái nó gọi là cái gu. Đúng không ạ? Có thể là phần nào đấy họ đang sở hữu chung một cái nét ngoại hình gì đấy. Nó có thể là đang cái mà em đang hứng thú chẳng hạn. Nên chính cái điều đó khiến cho em gặp hết người đấy đến người khác. Họ đều có cái tính cách đó không? Một câu hỏi hay đấy. Yeah. Có thể em thích những cái người đàn ông mà tinh tế. Họ biết được cái suy nghĩ của mình. Trời ơi, vậy đó. Câu hỏi anh đặt ngược lại cho em là em đã đủ tinh tế để sở hữu một người đàn ông tinh tế chưa? Có lẽ là trải qua nhiều nỗi đau nhưng mà em vẫn còn nhiều thiếu sót. Cái này nè em ạ, em lựa chọn họ, em thích thú họ, em bị hấp dẫn bởi họ, nhưng họ không phải
nằm trong cái tầm kiểm soát được của em. Có thể em quá đơn giản, em yêu ai em yêu hết mình, em trao cho họ. Nhưng họ lại quá phức tạp. Vì họ phức tạp nên họ mới chinh phục được em, nhưng em lại không đủ phức tạp để em níu giữ họ lại. Cái gu của em nó sẽ không có gì là nguy hiểm nếu bản thân em tự nâng cấp lên thành một phiên bản bản lĩnh hơn. Chúc em may mắn. Ý anh Thành nói là có nghĩa là vì em nâng cấp bản thân mình lên, em không ngây thơ như vậy nữa, em không yêu người ta như vậy nữa, em trở nên lăng nhăng thì tự động sẽ có người yêu em, đúng không anh? Em đúng nên, không? Em nên gạch bỏ BB trong cái tên bàn cố vấn của em nha cô gái. Em ơi, cái ý anh Thành khuyên cũng là một ý hay, nhưng hoặc an toàn hơn, em thay đổi cái gu của mình. Như vậy mình chọn cái người đàn ông an toàn hơn, mình đừng nghe con tim nữa, mình nghe lý trí đi. Anh khuyên em cứ là em, tại vì đã nói là cái gu không thay đổi được. Em hãy cứ yêu những người đàn ông nguy hiểm như thế, nhưng đã chọn cái điều đó, mình phải sâu sắc hơn, tinh tế hơn, nhận ra vấn đề sớm hơn. Còn nếu như đúng là em, cái người em không có khả năng đề kháng với vết thương á, chọn cách thương gian đi em. Thay đổi gu một tí đi, an toàn hơn. Em thấy có một cái ý này cũng hay, là có nghĩa là khi mà mình bắt bạn đổi gu rất là khó. Tại vì khi mà mình gặp một cái người mà đúng gu á, mình sẽ bị thu hút, mình rất là khó mà cưỡng lại. Còn theo em thấy á, sao mình không tìm hiểu đi, đừng có vội yêu. Tại vì khi mà mình đã xác định cái người đó, khi mà mình đã tin tưởng họ hết rồi á, thì mình hãy bắt đầu yêu. Trước đó thì mình cứ việc tìm hiểu đi. Quả thật tình yêu rất là khắc nghiệt, và cái nghệ thuật yêu thì nó cũng luôn luôn phải đi song hành cùng với cả tình yêu nữa. Rất em là khó. Ơi, thực sự em đừng có nghĩ là đến ngày hôm nay em ngồi đến chương trình này là cái đoạn đường của em nó hết khắc nghiệt nha. Thêm một cái khắc nghiệt khác. Em ơi, cái mục đích của chương trình các cố vấn cũng đều mong muốn em tìm được hạnh phúc. Nhưng một lát nữa các chàng trai kia bước ra, em sẽ thấy nó còn khắc nghiệt hơn rất nhiều. Và đây sẽ là chặng đường khắc nghiệt mà em sắp phải đương đầu. Em đã sẵn sàng cho cuộc chơi này chưa? Thư giãn đi em ơi. Thoải mái lên em. Em đã sẵn sàng rồi. Ở ngoài đời thì mọi người nhận xét mình là một người rất là mạnh mẽ, cá tính độc lập. Nhưng mà chỉ riêng với cái chuyện tình cảm thì mình thấy, ngay cả bản thân mình cũng tự thấy là hoàn toàn ngược lại. Từ trước đến giờ mình có 3 mối tình là chính thức. Gần đây nhất là mối tình khoảng hơn 1 năm. Cả hai đứa đều quyết định là di cư đến một cái đất nước khác. Cái lúc đó là cái MV đầu tiên của Arata vừa mới ra. Mình có nhiều công việc hơn, mọi người biết đến nhiều hơn. Nhưng mà lúc đó mình gạt hết tất cả để mình đi nước ngoài. Khi mình về Việt Nam khoảng vài ngày thì người đó gọi điện thoại để mà chia tay. Trong cái khoảnh khắc mà giữa sự nghiệp và tình yêu, mình chọn tình yêu. Nhưng mà bạn đó chia tay mình với một cái lý do là bạn chọn sự nghiệp. Yêu là một cái gì đó nó rất là tốt đẹp. Tại vì mình không thể sống trong cái quá khứ buồn mãi. Cho nên là Karen sẵn sàng yêu một lần nữa. Karen đã sẵn sàng cho người ấy là ai? Và đó là Karen Nguyễn. Chào chị. Không dám. Chị chào em. Giang à, em nhìn khách mời với một ánh mắt thiện cảm hơn được không? Dạ được rồi. Nhẹ nhàng nè. Có em, có chị em thân như tay với chân. Chị mà em đang cần. Chị em thân như tay với chân. Chị mà em đang cần.
trong chương trình ngày hôm nay chị sẽ giúp cho em tìm được một cái người yêu thật sự dành cho em nhá. Còn nếu như mà em nhìn thấy chị có những cái hành động tranh giành ý, thì nó cũng là cái sự tự nhiên thôi. Tự nhiên bình thường thôi hả chị? Yeah, em phải hiểu là cuối cùng chị cũng sẽ tỉnh lại và tìm cho em một cái người tốt nhất. Nên cứ yên tâm ngồi cạnh chị nhá. Dạ, em hơi bị đau tai rồi đó chị Giang. Em hơi bị đau rồi. Tú, trước một nhan sắc đẹp chia sẻ với em nó một cái chuyện gì đó, cái tình cảm mình sau khi cô em nó bị phủ hết lần này tới lần khác. Ok, mình cố lên em, mình cứ thoải mái lên. Ok, cảm ơn câu nói rất là chung chung của em. Ok, anh cảm ơn câu nói rất chung chung của em. Không phải, okay. Tại em biết sao không? Hả? Em ít khi em bị phũ lắm nên là em không biết được cảm giác đó. Oh, why? Em có vẻ tự tin nha. Đi đó. Bữa nào đứa nào mà thất tình mà tràn qua nhà tôi đòi tâm sự là tôi cào mặt nghe chưa nha. Rồi bây giờ nè, hỏi em gái nè. Anh xin lỗi em trước. Anh biết anh nói điều này nó hơi khiếm nhã với em. Anh nghĩ anh có một cái sense tốt về con người, nhưng cho phép anh được nói đúng thì mình chia sẻ, không đúng thì thôi, coi như anh xem nhầm ha. Em rất khổ về tình yêu, rất khổ. Và không những chỉ bình thường nhưng rồi sẽ khổ rất nhiều. Mà em lại có cái may mắn là trời cho em cái năng lực, em tự chủ, em mạnh mẽ. Ban ngày mình làm việc để mình quên, đêm về rồi lại nhớ lại đâu, đúng không? Đó. Nhưng mà cái cuộc tình mà gần đây á, là chị thấy em up ở trên Facebook, tức là với một cái người nước ngoài đúng không? Dạ. Chuyện gì đã xảy ra? Thời gian đó thì thực ra là bạn bị thoái vị địa điểm, cho nên là khi mà bạn bị tái phát, bạn bắt buộc phải quay về điều trị qua Nam Phi. Trong khoảng thời gian đó rất là bình thường. Chỉ sau khi mà gần Tết thì em về Việt Nam ăn Tết với ba mẹ, thì bạn có gọi điện thoại về để mà chia tay. Vì tốt cho cả hai. Hiện tại thì bạn chưa có gì hết, bạn muốn gây dựng sự nghiệp của bạn. Chưa sự nghiệp tình yêu, tôi chọn tình yêu. Để rồi giữa sự nghiệp và tình yêu, anh chọn sự nghiệp. Có thể là em ngu. Thứ hai là em thấy bạn ích kỷ. Đối với em, cái chuyện tình yêu sự nghiệp thì em thấy bình thường thôi, nhưng mà bạn bắt buộc em phải chọn một. Nếu mà em chọn sự nghiệp thì chuyện tình chấm dứt từ đây. Thế là lúc đó anh ta bắt em phải chọn tình yêu đúng không? Dạ. Hãy cảm nhận lại một lần nữa bằng trí nhớ của mình. Đối với em câu đó là lý do hay là cớ? Em nghĩ đó là cái cớ. Vì anh ta không thích nữa. Vì người ta hết yêu rồi thì thôi. Bất kỳ một lý do gì cũng có thể nói. Thì em nghĩ là lý do chính là do bạn sợ áp lực cuộc sống hôn nhân. Tại vì tụi em phải di cư một cái nước khác, thì có nghĩa phải làm giấy tờ, phải bắt đầu lại từ đầu tất cả mọi thứ. Áp lực là mình phải đi tới một đất nước mới, có một cái công việc mới, cuộc sống mới, bạn bè mới, xa gia đình, xa bạn bè. Thì đó là áp lực cho bạn. Tại vì bạn là một người lo xa. Bạn hỏi em rất là nhiều, bạn hỏi em như là một tháng sau khi qua Canada mình làm gì, ba tháng sau làm gì, năm năm sau làm gì, ba năm sau. Hỏi em là tưởng tượng ra mỗi ngày mình như thế nào. Vậy lúc đó em ức hay giận hay hận hay buông xuôi và tự trách? Cảm giác đầu tiên là hụt hẫng. Tại sao giữa tình yêu sự nghiệp thì bạn lại chọn sự nghiệp? Đó là hụt hẫng đầu tiên. Thứ hai là một sự giải thoát. Tại vì trong cái quá trình mà tụi em quen nhau thì em cảm giác là em nuông chiều bạn quá. Ngay cả cái sự quyết định sự nghiệp hay tình yêu cũng là nương theo cái ý của bạn. Thực ra là như thế này này, trong cuộc sống này ấy, không ai có thể bắt ai làm cái gì cả. Người ta ép người phụ nữ của mình phải chọn giữa đam mê hay là tình yêu. Tức là anh ta chỉ muốn làm theo ý của anh ta mà không để ý đến cái cảm xúc của em. Vậy thì một cái người đàn ông mà chỉ thích làm mọi việc theo ý của mình ấy, thì khi mà anh ta không thích nữa, anh ta cũng sẽ không quan tâm là em có yêu anh ta hay không, mà anh ta chỉ biết rằng là tôi muốn dừng lại cái mối quan hệ này ở đây. Cho nên cái kết cục đó xuất phát từ việc em đã không yêu bản thân mình trước. Em hiểu không? Thật ra là tôi hoàn toàn đồng ý đấy. Là tại vì thế này, đàn ông có được quyền sai nhiều lần hơn là vì đàn ông nhiều thời gian hơn. Phụ nữ có thể mất tất cả, nhưng có một cái mất rồi lấy lại không được, đó là thanh xuân. Chúng ta hơn nhau vì bài học mình rút ra được sau mỗi lần yêu. Và quan trọng á, sai là được phép nhé.
nhưng mà ngược đãi bản thân mới là dại khờ. Một ngày nào đó mà em đưa cho anh cái ánh mắt tích cực thì anh mới không thấy được gì ở em. Còn em vẫn còn để ánh mắt đó, anh thấy được nhiều điều ở em lắm. Rồi nước mắt em lại rơi, đêm nay về em lại khóc. Không, hy vọng là hôm nay em sẽ tìm được người và em không khóc nữa. Chính dạ. xác là vậy. À, và nở nụ cười trên môi nào. Đó, tích cực nhập vô liền. Và quan trọng là cho anh biết em đã sẵn sàng bước vào thế giới của người ấy là ai chưa? Dạ, em sẵn sàng. Xin chào tất cả các bạn khán giả. Mình tên là Nga, hiện tại mình đang là giáo viên mầm non tại Hà Nội. Mình đã làm công việc này 9 năm rồi bởi vì là bọn trẻ con nó rất là đáng yêu. Và sau này thì mình có mở thêm một trung tâm dạy kỹ năng cho các con để các con có thể rèn luyện được các kỹ năng của mình cũng như là rèn luyện sức khỏe. Sau một thời gian trung tâm hoạt động thì tại đây mình đã có nhận nuôi một bé gái. Từ khi bé còn hơn 3 tuổi và mình đã có tình cảm rất là đặc biệt, vì thế mà mình đã nhận bé về nuôi. Và hai mẹ con thì cùng đi làm, cùng đi học với nhau, giống như mẹ con thực sự. Mình sinh ra và lớn lên tại gia đình có 5 chị em gái. Vì thế mà bố mẹ mình rất là nghiêm khắc, và với con trai thì thường phải là giữ kẽ. Từ nhỏ mình đã như thế rồi, nên là mình rất là cổ hủ trong vấn đề chuyện nam nữ. Vì thế cho đến nay thì mình vẫn chưa thực sự yêu ai cả. Sau khi mà mình nhận nuôi bé về thì mọi người lại càng dòm ngó, càng soi xét và nghĩ rằng là chắc là con bé này là single mom. Từ đó thì rất là nhiều những chàng trai thì lại ngại tiếp xúc với mình hơn. Thật ra 1-2 năm gần đây thì mình đã mở rộng tư tưởng hơn, thay đổi tư duy hơn. Nhưng mà là chắc là do duyên số vẫn chưa đến. Vì thế mà ngày hôm nay mình lại đứng tham dự chương trình Người Ấy Là Ai, để mong mọi người hiểu về cuộc sống của mình hơn, cũng như là mong có thể tìm được một tình yêu đích thực cho riêng mình. Phần làm con gái chưa một lần yêu ai. Ngày hôm nay mới tới chương trình, xin giới thiệu Linh Nga. Wow. Wow, như một người mẫu. Ê, quá vậy? Một người đẹp quá. Ladies and gentlemen, năm chàng trai lên làm mà khó đoán. Cẩn thận em ơi, không sẽ bị loáng choáng. Không có người đẹp rồi. Eo, xinh quá đi, quá xinh. Linh Nga có thể giới thiệu một tí về mình được không? Vâng, em xin chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Linh Nga. Hiện tại thì em đang làm giáo viên mầm non tại Hà Nội. Đây là bé rồng con của em. À, hôm trước chú vừa quay quảng cáo với rồng đúng không? Quay vừa gặp chú là hỏi chú, đặt cho chú 1000 câu hỏi, hỏi cả một ngày. Trả lời không hết, mà hôm nay lại gặp lại rồi, dễ thương quá. Thế thiên thần thì mình nói chuyện với nhau bằng cái tiếng gì nhở? Akichi bukichi chikibichi. Cô vừa nói gì con hiểu không? Con không hiểu. Thế con bảo là cô ơi, cô trưởng thành rồi, nói chuyện bình thường nào. Bây giờ là rồng đi với mẹ à? Thế hôm nay vì sao đi với mẹ đấy? Con muốn chọn người cho mẹ. Nhưng mà cho Thành hỏi là bạn nhận nuôi rồng. Dạ. Từ hồi 3 tuổi, có một cái lý do gì đặc biệt hay không? Tức là đầu tiên thì nhìn thấy em đã kiểu có cảm tình rồi. Sau một thời gian thì tiếp xúc thì cảm thấy rồng là một bé gái rất là ngoan và tình cảm. Cứ thế mà quấn lấy nhau thôi ạ. Bố mẹ rồng có ở đây không ạ? Dạ có ạ. À, đâu? Dạ xin mời anh chị. Dạ. Gia đình xì tin. Trước tiên thì xin chào ban tư vấn cũng như MC Trần Thành cùng toàn thể quý vị ở đây. Cũng là cái nhân duyên thôi. Gia đình có gửi cháu vào trường Vin học. Mẹ cháu lại sinh thêm em bé. Thì trong đó là gặp cô Tào Nga. Cô bảo là nếu như mà thế thì để cho em nuôi cháu. Thì gia đình cảm thấy bạn Nga cũng rất là tình cảm cũng như là chân thành. Gia đình mới để cho bạn Nga chăm em. Anh chị ơi, anh chị đẻ phải nói là đẹp xuất sắc đấy ạ. Dạ ngựa ơi, ngựa chi bu cu chi 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 mun chi ni. Ê như hơi sợ hay sao anh? Cô làm sao nhỉ? Là như cháu nó hiểu được là cô là con là phe phản diện đấy. Cháu nó không đến gần được. Làm như đến tuổi thích có con đấy sao á.
Cái lần trước mà vừa rồi vừa quay chung với bé, rất ngoan, lễ phép và nói chuyện rất đàng hoàng. Thì tôi nhìn vào cái cách của bạn thì tôi sẽ đánh giá được phụ huynh của bạn này chắc là cái người rất là tốt và giáo dục rất là kỹ lưỡng nên mới ra một cái bạn như thế này. Bật mí thêm một cái tình tiết nữa là cái hôm mà chuẩn bị cho ngày cưới thì bạn Mai Phương Thúy cũng là tình cờ bạn của bạn Mai Phương Thúy chụp cho test cái bộ ảnh cưới. Hôm đấy thì bạn Mai Phương Thúy có đến và làm trên chiếc giường đấy. Ôi dồi ôi, thế là hôm nay là chúng ta đều có duyên với nhau đúng không Thúy? Vâng. Tuyệt vời. Thì bây giờ anh có một cái lời chúc gì cho cô giáo Nga không? Vâng ạ, gia đình thì thấy bạn Nga chăm cháu và suốt ngày đi cùng cháu thế thì cũng thấy áy náy, bởi vì là làm như thế thì vô tình sẽ cản trở cái mối nhân duyên của những cái bạn mà đến với Nga. Nên là gia đình mới quyết định là book vé từ Hà Nội cả nhà vào đây để cũng là ủng hộ bạn Nga và cũng là để cho chứng minh cho mọi người thấy là đây là con nuôi của Nga chứ không phải là con chính thức của Nga, để cho mọi người hiểu rõ và các cái đối tượng mà đến với Nga thì cũng yên tâm hơn. Tuyệt vời. Bắt tay ngay luôn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn ạ. Chào người nha. Xin chào Rồng. Anh mời em. Mình giải quyết chuyện gia đình của Rồng rồi, bây giờ mình giải quyết chuyện của mẹ Rồng nè. Bạn sinh ra trong gia đình 5 anh chị em. Sinh ra trong gia đình 5 chị em gái á. Chị em gái luôn. Dạ. Cả 5 người là nữ hết luôn. Vâng. Mấy người kia có gia đình hết chưa? Tại thì đã có 3 người có gia đình rồi ạ. Còn em và một em út nữa. Cho hỏi là trong quá trình vừa qua có bao giờ có mối tình vắt vai nào ghé ngang cuộc đời bạn chưa? Thực sự thì là chưa. Khi mà mình gặp người ta cứ thể hiện những kiểu bị thoáng quá ấy. Bị thoáng quá hoặc đi quá giới hạn. Chị hơi truyền thống. Dạ. Hơi truyền thống. Nhưng mà bây giờ em đang thay đổi tư duy rồi ạ. Nên mà em mới đến đây ạ. Không, nhưng mà em chắc chắn rằng là thứ nhất là chị là một cái người phụ nữ mà rất là kiên trì. Tại vì em anh Thành đã từng thử trông trẻ một ngày rồi. Phải nói là bốc hỏa. Chắc chắn là chị là cái người mà có cái trái tim tốt thật sự. Cái chị cần bây giờ đó là mở lòng ra và hãy chọn một cái người đàn ông mà họ kinh nghiệm để họ dẫn dắt chị đi qua những cái cung bậc của hạnh phúc mới. Bây giờ thì em đang bị căng thẳng giữa cái điều đó. Đôi khi mà mình nghĩ rằng là mình sẽ thả lỏng ra, nhưng mà đôi khi mình lại nghĩ rằng gặp phải một người không tốt mình thả lỏng thì có đáng không. Đôi khi mình nghĩ như thế. Thế là em đang bị chơi với ạ. Bây giờ thế này thôi, tôi chỉ hỏi bạn thế này thôi. Dạ. Là bạn có muốn cuộc sống bạn thay đổi không? Tất nhiên là có ạ. Bạn có cho là cái điều mà bạn giữ những năm qua là đúng và tốt không? Có những khi thì nghĩ lại thì em cảm thấy tiếc. Tiếc vì mình chưa được trải nghiệm nhiều. Đó. Khi mà bạn đã đến được ở đây á, bạn muốn thay đổi hay không thì bạn phải nói với bản thân mình á. Mới cả thực ra cái quan trọng nhất ý, đó là khi mà chị tiếp xúc với một người đàn ông ý, thì trên trán anh ta không ghi là chữ tốt hay là chữ xấu. Ai cũng sẽ nói là anh rất tốt. Nhưng mà khi mà chị không mở lòng và trao hết cái tình cảm của mình thì người ta cũng sẽ không đối đáp lại với chị như thế. Cho nên cuối cùng cái mục đích của chị vạch ra lúc đầu nó lại không được thực hiện. Cho nên là cứ yêu hết mình và tốt hay không là do chị thay đổi anh ta. Chính xác luôn. Wow. Bạn thay đổi được các bạn nhỏ trong cái lớp học đó thì bạn nghĩ gì dạy gì thay đổi một người đàn ông? Với phụ nữ đàn ông luôn là trẻ con. Trừ Huy Khánh á. Huy Khánh thì còn nhiều lắm, phải huấn luyện lắm. Nhưng mà thế này, chúng ta không yêu cầu nhau phải tốt, đúng không nè? Mình phải có trải nghiệm chứ làm sao mà em mua được cái gì mà em về em xài được ngay cả đời, làm gì có, đúng không? Nên bây giờ mình thay đổi nha, mình dặn lòng nha, dặn lòng từ đây nha, để cho người đàn ông chạm vào em được tự do nhé, chứ đụng cái em hết hồn cái là vậy luôn đó. Ok, bắt tay, cảm ơn em. Cảm ơn. Cho anh hỏi em đã sẵn sàng bước vào thế giới của người ấy là ai chưa? Dạ, em sẵn sàng rồi ạ. Rồi, dịu dàng quá ha. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Lê Lộc, năm nay mình 24 tuổi, hiện mình đang là diễn viên và hoạt động chính tại sân khấu kịch Phú Nhuận. Chắc có lẽ mọi người cũng khá bất ngờ khi hôm nay Lê Lộc xuất hiện ở vị trí này, phải không ạ? Bản thân của Lê Lộc cũng rất là hồi hộp. Nền não ha, hôm nay nền não quá vậy. Lê Lộc đã từng trải qua vài mối tình ngắn có, dài có, yêu xa có và yêu gần cũng có. Lê Lộc là một cô gái luôn muốn được yêu thương. Chính vì lẽ đó, trong tình yêu, Lê Lộc luôn cháy hết mình vì nó. Và
Và Lê Lộc có một mối tình luôn nhớ mãi, nhưng mà vẫn không đến được với nó là tại vì những mối tình đó đến và đi đều có lý do của riêng nó. Lê Lộc nghĩ rằng mình không đủ duyên để duy trì những mối quan hệ đó, nên Lê Lộc chấp nhận. Nhưng sau tất cả, Lê Lộc vẫn bước tiếp, vẫn đi tìm tình yêu cho chính bản thân mình. Vì Lê Lộc tin rằng phía trước sẽ còn rất nhiều người dành tình yêu thương cho Lê Lộc, và Lê Lộc cũng thế. Trong một mối quan hệ, đối phương hòa hợp với nhau đã khó, nhưng hòa hợp với phụ huynh là một điều không dễ. Chính vì vậy, đến với chương trình Người Ấy Là Ai ngày hôm nay, Lê Lộc có mời đến mẹ của mình, đó là nghệ sĩ Lê Giang, để cùng xem quan điểm của hai mẹ con về một người đàn ông có giống nhau hay không. Nói đi tìm cho mình một người bạn đời thì không hẳn, nhưng trước tiên, Lê Lộc muốn tìm cho mình một người bạn thấu hiểu Lê Lộc trước đã. Hôm nay đến với chương trình Người Ấy Là Ai, với một lý trí cao, cho phép trái tim mình được rung động một lần nữa, Lê Lộc mong muốn rằng ban cố vấn sẽ giúp đỡ Lê Lộc nhé. Trời ơi, đây là hình ảnh của người em tôi nè. Tự nhiên nói xong cái thấy nó nền nã mà nó ngoan, cái thấy thương sợ. Không, thực ra là em nghĩ là không phải là Lê Lộc khác những cái ngày khác đâu, mà thực sự là cái chiếc ghế này nó có một cái sức mạnh rất là đặc biệt. Bản thân em ở ngoài cũng là một cái người mà rất là mạnh mẽ, nhưng mà khi mà mình ngồi vào đấy ấy, nó cũng giống như là người con gái họ đã thực sự mở lòng ra để yêu một lần nữa. Và khi mà người con gái yêu thì người ta sẽ rất là nền nã, người ta sẽ rung động và người ta sẽ hiền lành như vậy đó. Trời đất ơi, sao tự nhiên bữa nay chọn áo dài, ta có ý nghĩa gì không hỏi thiệt? Em rất thích mặc áo dài. Với lại là em nghĩ là hôm nay là một ngày cũng khá là ý nghĩa đối với em, có cả mẹ em ở đây nữa, nên em mặc áo dài để tôn lên sự trân trọng ngày hôm nay. Tại vì thật sự ra cũng không thể nào tin là em cũng tham gia chương trình. Dạ đó. Đúng rồi. Vì vậy cho nên là cái áo dài của em là em nói là em đang muốn tạo một cái dấu ấn gì đó, giống như mình tôn trọng cho cái chương trình, cái sự kiện đặc biệt mình tham gia. Dạ. Thì cũng chúc cho em thật sự sẽ tìm được cái người biết đâu hiểu em thật và hợp với em thật. Dạ. Chúc cho em sẽ tìm đúng người ha. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn Trinh. Sẵn sàng bước vào thế giới của Người Ấy Là Ai chưa? Dạ, sẵn sàng. Xin chào, mình tên là Kim Dung, mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại mình đang làm trợ lý tổng giám đốc. Thế mạnh của mình là việc giao tiếp bằng tiếng Nhật, bởi vì mình từng du học tại Nhật một năm bằng học bổng chính phủ. Mình là một người có rất nhiều kinh nghiệm về chuyên môn, nhưng chắc mọi người sẽ hơi khó tin khi mình nói rằng kinh nghiệm về tình yêu của mình gần như bằng không. Mối tình đầu tiên và duy nhất của mình diễn ra khi mình du học tại Nhật và với một anh chàng người Thổ Nhĩ Kỳ. Rất cao. Cao. Hai đứa mình quen nhau khi chúng mình còn là sinh viên của Đại học Osaka và anh là người bạn cùng lớp của mình. Anh ấy là một người rất thông minh, vui tính, chững chạc và biết quan tâm đến người khác, đã khiến cho mình có rất nhiều cảm tình dành cho anh. Rồi là tình. Trong thời gian du học ở Nhật thì hai chúng mình đã dành rất nhiều thời gian cho nhau, chơi cùng nhóm bạn và du lịch cùng nhau. Đó là một thời gian thực sự rất là hạnh phúc. Và rồi, thời gian kết thúc khóa học cũng sắp đến. Bản thân mình cũng hiểu rằng việc hai đứa gặp lại nhau là rất khó, bởi vì khoảng cách giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ là rất xa. Chính mình là người chủ động nói lời chia tay, nhưng anh không đồng ý. Anh hứa hẹn với mình rất nhiều điều. Anh nói rằng anh sẽ cố gắng để khoảng cách giữa hai đứa sẽ không là vấn đề. Mình đã bị anh thuyết phục và đồng ý để cho hai đứa tiếp tục ở bên nhau. Tuy nhiên, chỉ 2 tháng sau khi về nước thì mình bắt đầu nhận thấy anh ít nói chuyện với mình hơn, ít quan tâm với mình hơn. Và chính anh là người đã nói lời chia tay với lý do rằng không thể vượt qua được khoảng cách giữa hai đứa.
Tính đến nay thì mình cũng đã độc thân được gần 3 năm. Vì mình chưa tìm được người đàn ông phù hợp. Lý do mà mình đến với chương trình Người Ấy Là Ai là mình nghĩ rằng ở độ tuổi đẹp nhất của một người con gái thì mình nên tìm kiếm một người nào đó để cùng chia sẻ những điều thú vị trong cuộc sống. Và mình sẽ cố gắng thật nhiều trong ngày hôm nay để tìm được chàng trai đó. Và xin cùng chào đón Kim Dung. Cái cô này được cái là nhìn rất là thiện cảm nha. Thiện cảm. Đáng yêu khủng sáng khiếp. Sáng ơi. Tự nhiên gặp em cái muốn hát bài của Vũ Cát Tường ghê. Gì bài gì anh? Thời gian trôi qua. Thời gian trôi qua. Đó là bài Yêu Xa đó em. 3 năm rồi. Trời ơi thương quá gì. Mới quen với người đầu tiên mà còn yêu xa nữa đó hả? Dạ. Yeah. Trong thời gian em yêu từ lúc đầu tiên tới lúc chia tay là khoảng được bao nhiêu lâu? Dưới 1 năm. Rồi trong dưới 1 năm nó gặp được mấy lần? Tụi em chỉ gặp nhau trong khoảng thời gian ở Nhật. Thì khi cả hai về nước thì không gặp nhau nữa. Nhắn tin rồi gọi điện qua mạng thôi. Mà tới giờ vẫn chưa dám yêu lại ai nữa hả? Nhưng mà mối tình đầu của mình đã là một chàng trai ngoại quốc đúng không? Dạ vâng. Vậy thì nó có phải là cái lý do mà nó ảnh hưởng đến cái tâm trạng của mình? Mình có vấn đề gì với các chàng trai Việt Nam không? Tức là bạn thấy cái gu của bạn á, Việt cũng được, ngoại quốc cũng được, hay là bạn nhất định? Em nghĩ là gu của em thì Việt cũng được, ngoại quốc cũng được, miễn là hợp với em. Nhưng mà chắc là do cái duyên á. Tại vì trong thời gian ở Việt Nam thì em không có cảm tình với ai hết. Tự nhiên qua Nhật xong rồi gặp anh đấy thì mới cảm nhưng thấy... Nhưng mà em thích quen tiếp một người Tây nữa không? Có bị sợ không? Không sợ. Không sợ đâu. Họ dễ thương mà đúng không? Dạ. Anh rất là thích năng lượng tích cực và nụ cười trên môi của em ha. Cảm ơn anh. Mình sống mình phải tích cực, mình hướng về cái điều tốt đẹp phía trước á mà. Cho cái động lực nào mà khiến cho bạn tham gia vô Người Ấy Là Ai? Cũng là một cái duyên đó chị, tại vì chương trình rất là hay, em thích cái concept của chương trình. Em cũng muốn trải nghiệm, muốn tham gia xem như thế nào, và một phần là em cũng muốn tìm thêm là có người nào phù hợp với mình không. Anh biết sao chứ, ai mà quen em là anh thấy là người đó may mắn đó chứ. Em ơi em có năng lượng. Mấy cái nhìn bạn này không có phải là cái cô gái mà cả ngày trưa nhắn cho ta, nhắn tin cho ta, chiều đang làm gì ta, tối làm gì ta. Không phải, cô này không phải như vậy nha. Người ta không rảnh đâu. Đúng. Người ta có công ăn việc làm. Cô này là cái người mà rất là lạc quan, trong tình yêu nó rất là trôi chảy đó. Mà cho em hỏi là trong tất cả những người ngồi đây có ai yêu xa chưa? Nhiều. Có chứ, em ngày xưa yêu xa. Và đa số này là đi đó em. em cũng từng yêu xa. Đi chưa? Đi rồi anh. Đi rồi phải không? Đi rồi anh. Tường biết rõ ràng mà. Khoảng cách giết đôi ta trong phút giây. Nhưng mà giết như vậy là hơi nhanh. Yêu xa thì cũng phải từ từ, 1 tháng, 2 tháng. Giết phút giây, giết luôn cho tình yêu. Tình yêu chơi quá không? Em nghĩ là kết yêu xa sớm, bớt đau khổ. Yêu xa yêu gần nó không phải là cái vấn đề. Cái vấn đề là nó phải có cái mục đích. Ví dụ ok, người ta phải biết là đúng 3 năm nữa come back, hay là 5 năm nữa nó khác. Với cái việc là cứ yêu và không biết là hai người. Anh đồng ý. Đúng không ạ? Giang nói cái này là em cho người ta cái hàng sử dụng. Cái gì quá đắt thôi chứ em để hoài em không ăn thì nó hư. Anh không phải là Simbad, anh đi chinh phục biển cả, rồi tôi là con mê ngồi ở nhà tôi đợi. Đúng không? Không, thực ra ngày xưa người ta đã có những cái câu chuyện rồi. Không, nếu như không biết lúc nào người ta về á, mình chờ nó chỉ có hóa đá thôi. Đúng không ạ? Và bây giờ thì Giang nghĩ rằng là thời gian nó là vàng bạc, là kim cương. Không lẽ giờ mình tốn kim cương để hóa thành đá đó. Đúng không? Không bao giờ làm cái chuyện đó nhá. Cho nên là thôi kết thúc ở đây. Nhưng mình sẽ gặp người mới tốt hơn. Ok. Bây giờ cho anh biết luôn tí nữa là về cái người mà em thích đó là cái dạng như thế nào? Em thích người chững chạc, biết quan tâm, thông minh, vui tính. Sao em nói về anh vậy? Em biết thế nào anh cũng nói vậy luôn. Sao nói về anh vậy? Không có cái chương trình nào mà anh không nhận với anh hết Thành. Người ta bảo là em thích người hài hước lắm mồm, anh cũng anh. Thế cũng quan tâm chăm sóc trưởng chạc cũng anh. Giang em chỉ anh cách từ chối đi.
có điều gì sai nào Giang? Sai cái gì? Mình phải bớt bớt lại chút chứ. Không phải, không khổ ghê. Bây giờ muốn từ chối không biết đường đâu mà từ chối. Tên nó cái gì cũng có trong mình. Thôi thì chỉ câu hỏi cuối thôi. Em sẵn sàng bước vào thế giới của người ấy là ai chưa? Em sẵn sàng. Xin chào chương trình Người ấy là ai. Mình tên là Châu Ngọc. Hiện tại mình đang làm việc cho một hãng hàng không ở Dubai. Vì tính chất công việc, mình đã sinh sống và làm việc ở Dubai được hơn 4 năm rồi. Mình cũng có nhiều cơ hội để được về Việt Nam và những thời gian đó thì thường mình dành thời gian cho gia đình và bạn bè. Hầu hết bạn bè mình ở độ tuổi này thì đều đã lập gia đình nên đôi lúc thì mình có hơi chạnh lòng. Ngoài mối tình gà bông thời cấp 3 ra thì mình chỉ có duy nhất một mối tình, nhưng đó lại là mối tình yêu xa. Mình thì sống ở Dubai, còn anh ấy thì ở Úc. Tụi mình quen nhau cũng được một năm, cũng có những dự định cho tương lai. Nhưng tới một ngày thì mình không thể liên lạc được với anh ấy nữa. Anh lấy vợ rồi. Thì mình có nhận được một email đề nghị chia tay từ anh ấy. Dù cố gắng mọi cách thì mình cũng không thể nào liên lạc được với anh ấy. Cái hơn hết, ngay tại thời điểm mà mình bị cắt đứt liên lạc mọi thứ như vậy thì mình lo lắng cho anh ấy nhiều hơn. Cho đến khi mà mình gọi thẳng qua bên Úc thì anh ấy cũng lạnh lùng chặn số của mình. Thì anh ấy có nhắn cho mình một tin nhắn là đừng gọi cho anh ấy nữa. Cảm thấy rất là bất ngờ và sốc. Tại vì chia tay khi hai người không hề có một vấn đề gì xảy ra. Có một câu nói, khoảng cách đối với tình yêu cũng giống như gió đối với ngọn lửa. Nó có thể làm dập tắt đi những ngọn lửa nhỏ, nhưng lại thổi bùng lên những ngọn lửa lớn. Mối tình tan vỡ của mình có thể chỉ là một ngọn lửa nhỏ. Nên đến với chương trình ngày hôm nay, mình hy vọng sẽ tìm được ngọn lửa lớn của đời mình. Bạn cố vấn ơi, giúp mình nhé. Và xin được chào đón cô gái của chương trình, Châu Ngọc. Công chúa cưng lắm chứ bộ. Em giống cái cô mà Rapunzel lắm. Em cảm ơn anh. Nhìn cưng lắm chứ bộ. Cái thứ nhất là mình cảm nhận được năng lượng từ em ha. Cái thứ hai là nụ cười rất là rạng rỡ. Và cho anh hỏi là bao nhiêu cái nước quốc gia mà tại sao mình có duyên với Dubai vậy? Em nghĩ là chuyện gì xảy ra trong cuộc sống cũng có lý do của nó. Trước khi mà đến với hãng hàng không ở Dubai thì em có làm ở một hãng hàng không ở Việt Nam. Sau đó em muốn tìm cơ hội là mình có thể đi được một hãng quốc tế. Thì nó sẽ cho em cái cơ hội là trải nghiệm được nhiều nước hơn. Lúc đó vô tình thì hãng hàng không có đến Việt Nam để tuyển dụng. Em tham gia và em được trúng tuyển. Hay quá ta. Hãng hàng không của Dubai là hãng lớn đó. Mà năm sau luôn đó. Anh đi một lần rồi rất là tiện nghi luôn, đẹp lắm á. Anh không gặp em hả? Chưa gặp được em á chứ. Sao nhớ gặp anh nha. Dạ. MC Việt Nam giàu quá ha. Đi bay hãng hàng không đây, Dubai này kia giàu quá. Bạn cố vấn 4 người chưa ai đi Dubai, đi Dubai chưa? Em chỉ bay ra đến Hà Nội là hết tiền anh ạ. Yeah, thật hà. Chị thấy em chia sẻ là người yêu ở Úc ngày xưa yêu xa đúng không? Dạ. Sau đó anh ta biến mất luôn. Dạ. Không liên lạc được. Dạ không ạ. Rồi giờ em biết lý do chưa? Thật ra thì em cũng không cố gắng tìm hiểu lý do. Em chỉ muốn biết là người đó có an toàn hay không, có chuyện gì xảy ra hay không thôi. Sau đó một thời gian thì em có liên lạc được với chị gái của anh ấy. Và chị ấy nói là anh đang ở trong một mối quan hệ mới. Thì em nghĩ là em yên tâm rồi. Cái mối quan hệ nó kéo dài bao lâu em? Trước đó tụi em làm bạn cũng gần một năm, xong sau đó mới quyết định là thử quen. Và em cũng cố gắng là một tháng gặp nhau một lần. Đối với em thì khi mà em bắt đầu một mối quan hệ thì em nghiêm túc với mối quan hệ đó. Không, anh hiểu mà. Nhìn em là anh thấy em con người em chính trực. Em biết không? Đức Phúc con cầu mà. Ngàn lý do chia tay chỉ là hết yêu. Đúng rồi anh.
hơn ai hết nha, anh nghĩ là như vậy. Trong tình yêu á, không ai hứa nhau là sẽ yêu nhau lâu dài. Dạ. Nhưng mà quan trọng hơn hết là mình phải có nghĩa khí, tử tế với nhau một tí. Hả? Dạ. Hết yêu người ta nói một câu đàng hoàng, tử tế cho ta hiểu là tôi hết yêu bạn rồi, tôi nghĩ chúng ta cái tương lai cũng không đi được tới đâu. Thà nói rõ ràng, người ta có đường, người ta không suy nghĩ về mình nữa. Dạ. Đôi khi anh nghĩ là may mắn cho em. Bởi vì anh thấy cái mối quan hệ đó em chưa có gì sâu sắc hết trơn á. Và cái cách mà các bạn nó xử sự như vậy thì anh thấy nó thực sự cũng không đáng. Anh nhìn em thì thấy em hiền. Biết đâu sau chương trình này em tìm được một cái người khác nó xứng đáng hơn. Anh nghĩ là như vậy. Dạ. Thực ra là đồng ý với anh Thuận. Và thực ra mình chỉ sợ cái người tử tế thôi. Còn cái người không tử tế mình không bao giờ có tiếc đâu em. Đúng không? Thí dụ người ta đối tốt với em mới tiếc. Đúng không? Còn cái người nó đối xử mình đâu có tốt đâu thì đâu có gì đâu. Nhưng mà chỉ thích cái tinh thần của em. Em nói rằng là không? Em chỉ quan tâm là anh ta có an toàn hay không. Anh mà dám biết tại sao em nó suy nghĩ vậy không? Hay lắm đó, nghĩ là tại anh. Vì á, có rất nhiều trường hợp người ta không liên lạc với mình. Nhiều khi người ta muốn giấu giếm cái gì đó, hoặc là người ta bệnh rất nặng, hay là người ta gặp cái tai nạn gì đó, lấy một cái lý do nào đó để ta không dám gặp mình. Anh nói ví dụ vậy. Theo cái cách điều tra của em thì biết là anh ta có mối quan hệ mới rồi, thì mình hiểu vấn đề rồi đúng không? Nhưng mà cái cách đầu tiên khi em đặt vấn đề tư duy là em lại nghĩ cho người ta. Nhưng mà sau khi mà người ta nhắn là thôi đừng liên lạc với tôi nữa, thì thường cái câu đó nó dễ làm cho người phụ nữ đôi khi cũng tự ái. Nhưng mà bạn này cuối cùng vẫn tiếp tục là nghĩ cho người ta. Em có một cái suy nghĩ gì trong tình yêu? Em muốn một cái mối tình được diễn ra như thế nào? Như em cũng có chia sẻ là em đang sống và làm việc ở Dubai. Đối với em thì nếu mà để chọn một đất nước mà em trở về để sinh sống lâu dài thì em sẽ vẫn chọn Việt Nam. Tại vì đó là cái mà em sinh ra và lớn lên và rất là gần gũi với em. Em muốn tìm được một chàng trai có đủ kiên nhẫn để có thể đưa em về Việt Nam. Bạn ấy đang tìm lý do. Bây giờ em nói sơ sơ về cái mẫu bạn trai lý tưởng của em là gì? Em cũng không nghĩ đến nhiều nha. Em chỉ suy nghĩ là gặp được một ai đó là một cái duyên. Và em tin vào cảm xúc của em nhiều hơn khi mà em nhìn thấy người đó. Em không đặt ra là người đó ngoại hình như thế nào. Không cần tiêu chuẩn luôn. Dạ không. Nhưng mà tại sao ấy, các cô gái Việt Nam mình rất là nhiều người cứ muốn sang Dubai để gặp các chàng trai Dubai. Mà em ở Dubai thì em lại không thích yêu những cái chàng trai đó mà lại muốn về đây. Thực sự thì gu của em là trai châu Á. Em vẫn hướng về trai châu Á. Nhưng mà có một cái em nhìn nhận như thế này là nếu mà đã xác định đến một mối quan hệ nghiêm túc thì mình sẽ xác định về lâu dài. Mà khi mà đã về lâu dài rồi thì vấn đề mà đồng điệu trong văn hóa rất là quan trọng. Tại vì khi em đi rất là nhiều, em nhìn thấy được nhiều nền văn hóa khác nhau. Văn hóa ảnh hưởng đến cách cư xử. Cho nên em nghĩ rằng là em vẫn thích con trai Việt Nam. Thông minh đấy. Dạ. Đỡ nhức đầu, hiểu không? Dạ đúng rồi. Có nhiều cái nước họ cư xử mình không hiểu tại sao rồi nó lại gây ra 1000 chuyện. Đúng rồi, mình không muốn trách người ta, trách sai. Anh nói thiệt, cái nội mà anh quen Hàn Quốc thôi nên nè. Mà Hàn Quốc ở Việt Nam 10 năm rồi nè mà vẫn suy nghĩ y như Hàn Quốc. Bản thân của em người Hàn Quốc em hiểu. Đúng không? Dạ. Và bây giờ chị hỏi một câu cuối thôi là em đã sẵn sàng bước vào thế giới của người ấy là ai chưa? Dạ em sẵn sàng ạ. Ok, chúc em may mắn nha. Xin chào quý vị khán giả và các anh chị trong ban cố vấn. Mình là Mai Sương, mình sinh ra và lớn lên tại Quảng Bình. Hiện tại mình đang kinh doanh trong lĩnh vực thời trang và sống tại Hà Nội được 10 năm. So với những cô gái đã tham gia chương trình Người Ấy Là Ai thì mình là một người có đặc biệt hơn một chút vì mình có một sở thích khá là mạnh mẽ. Thích phượt rồi. Rồi. Wow, cá tính nha. Quái hả? Nhưng suy cho cùng quái phải không? Thì mình vẫn là một cô gái. Mình đã có một tình yêu kéo dài 2 năm. Và anh chàng đấy kém mình 3 tuổi. Chính vì khoảng cách về tuổi tác đã khiến cho hai đứa mình có nhiều tranh cãi trong tình yêu. Và mỗi lần như thế thì mình luôn có một người chị luôn tư vấn và động viên mình, bảo rằng cái người đàn ông đấy không hợp với em và em nên chấm dứt cái tình yêu này sớm. Nhưng mình không ngờ rằng hai người đó đã có một mối quan hệ không đúng đắn. Họ tìm đến nhau trong những lần mà bọn mình cãi vã. Như người ta có câu, những người hay nói đạo lý thường sống trái với đạo lý của họ. May mắn rằng mình đã phát hiện ra và sớm kết thúc mối quan hệ này. Hôm nay mình đến với chương trình Người Ấy Là Ai. Mình hy vọng sẽ tìm được một người cho mình lại niềm tin trong tình yêu. Và mình sẽ cố gắng tìm được chàng trai độc thân và phù hợp với mình nhất.
cô gái mang tên Mai Sương. Trời ơi, cái đầm đẹp quá. Lúc mà tới á là em đã mặc cái đầm sẵn rồi, tại vì em tưởng đó là mời là tới là nhân vật chính. Cái đầm đẹp quá. Cứ khách mời có cái gì em cũng muốn có cái đó, cái đầm em cũng không tha nữa. Không, bạn này là quá đẹp rồi anh, nhưng mà mặc cái đầm cũng quá đẹp luôn nên là. Nhưng mà khen thì mình bớt thèm thuồng lại. Cái lời khen nó giống như khen là nhẹ nhàng đi. Ờ, coi Ghiêu Lê nè, khen coi cưng. Thế cái đầm đẹp khen sao? Thiệt cha. Lâu quá không có mặt đầm đẹp. Nên là không có biết khen sao. Cái đầm khen sao chị Hằng á? Em ơi, cái đầm có đẹp quá, em mua ở đâu vậy em? Cái này thèm thuồng hơn nữa nè. Trời ơi trời, cái gì kỳ vậy? Bé, em có ăn cơm với người ta không? Sao đẹp dữ vậy? Đẹp quá. Dạ, em cảm ơn. Xinh đẹp quá. Dạ, lời đầu tiên em xin kính chào ban cố vấn và quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Rồi cái lý do gì mà em với cái người kia có khoảng cách để rồi cái cô kia cô chen vô? Em nghĩ là chị đấy đã có một cái muốn. Cái chủ đích là từ đầu là muốn như vậy. Tại vì em đã bắt gặp cái ánh mắt mà hai người nhìn nhau. Ngay cả khi tụi em không có vấn đề gì. Dạ vâng, đúng không? Chị ấy luôn khuyên em rằng cái người đàn ông đấy không tốt. Và anh ta rất là đào hoa. Chung là không có một cái ủng hộ nào cho em về cái tình yêu đấy. Cái sự kiện nào mà em phát hiện chính thức là biết hai người đã có quan hệ với nhau? Em vô tình biết qua một người bạn. Có được kiểm chứng hay không? Dạ có. Thật sự là em không tin. Và một thời gian sau đấy thì em đã tự mình kiểm chứng. Cả anh ta và cô ta phản ứng như thế nào? Người ta không nhận. Cả người yêu cũ của em và chị đều mắng em và thề thốt rồi chứng minh các kiểu. Đến khi mà em bắt gặp hai người đi với nhau thì người ta mới. Chấp nhận là có gì với nhau. Ý là anh hỏi là thừa nhận theo thái độ như thế nào? Anh ta không nói là yêu. Anh ta nói đấy chỉ là cuộc vui. Và cũng mong em tha thứ. Nhưng vì vẫn cái tính tình không thay đổi được nên là em chấm dứt sau đấy khoảng 2 tháng. Là ngay lúc em phát hiện với cái cô đó là em vẫn chấp nhận luôn hả? Em phát hiện ra và bạn ấy hàng ngày luôn luôn ở cạnh em và năn nỉ và làm mọi thứ trong vòng 1 tháng. Là giống như mình muốn tha thứ rồi. Vâng. Nhưng sau đó cái gì xảy ra tiếp để em quyết định là phải đi? Với một người khác nữa hả? Vẫn với người đấy. Vẫn với người ấy? Câu chuyện cam go nha. Một cái động tác gì với cái cô gái đó hay không? Hay em vẫn tránh xa cô ta thôi? Em gọi điện. Và bọn em chỉ nói chuyện qua điện thoại với nhau. Và chị ấy chỉ khóc và xin lỗi em thôi ạ. Sau cái lần thứ hai mà em phát hiện tiếp thì mới thật sự là hai người chấm dứt với nhau. Có những mối quan hệ chúng ta đang có những vấn đề mà chúng ta không đáp ứng được cho nhau. À, vâng. Và vô tình họ tìm được cái điều đó ở cái người còn lại. Và em nghĩ cái câu chuyện này thì là cái sự hiếu thắng của người đàn ông và cái tham muốn của người chị. Em và cái bạn đấy trải qua rất là hạnh phúc với nhau thì chị ta đều chứng kiến từ đầu đến cuối. Cảm ơn cái câu nói này của em. Rất có chính kiến. Mình phải hiểu được vấn đề nó đang nằm ở đâu sau khi kết thúc một mối quan hệ. Dạ vâng. Chỉ cần mình xác định được lý do, mình sẽ có bài học cho chuyến đi kế tiếp. Vâng, em cảm ơn. Cô vẫn có câu hỏi gì đặt cho cô ấy không? Anh Thành hỏi nhiều quá nên cô vẫn im luôn. Câu chuyện hấp dẫn. Em thấy là các bạn bạn này cũng là dạng lụy tình đó.
chẳng hạn mình ngoại tình với một người ngoài mà không phải là bạn của mình hay là không phải chị em của mình thì mình dễ dàng tha thứ chấp nhận hơn. Còn cái này là cái người bạn của mình, có nghĩa là cái mối quan hệ này nó em gọi là không gái mà con gái khi yêu gái rồi mà. bị lún sâu vào mình không thể nào mà có thể tách biệt giữa lý trí và tình cảm. Với đàn ông mà khi năn nỉ á, họ làm thấy ghê. Đúng rồi, làm thấy ghê lắm kìa. Cái gì họ cũng làm được hết á. Nhưng mà đúng, anh hiểu ý BB luôn là bây giờ làm gì làm thiếu gì người. Dạ. Sao không phải là cái người nào đó tôi không biết tôi còn đỡ ta thứ. Nhưng mà chính vì cái lý do là người chị đâm ra là Sương Mai mới cho bạn trai lần thứ hai đúng không? Tại vì nghĩ là người chị cứ cố tình chèo kéo bạn trai của mình nên là bạn ấy vẫn còn tự tin là mình có thể lấy lại bàn trai của mình. Nhưng mà em quên một điều rằng là đàn ông nếu như họ đã một lần thì họ sẽ nhiều lần. Thì nếu như họ trân trọng mình thì ngay từ những phút giây ban đầu họ đã trân trọng mình rồi. Thật ra anh nghĩ là cái câu chuyện này nó sẽ rất khác nếu cái người bạn trai mà bị em phát hiện á, dám mạnh dạn ngồi nói với em là em đã làm gì cho anh ta phải làm như vậy. Dĩ nhiên mình biết vẫn là sai nhưng ít ra nó đàn ông hơn. Dạ vâng. À đúng không? Còn đây là đúng như em nói, háo thắng muốn có thêm, chỉ vậy thôi. Với khi mà anh ấy thật sự yêu em á, là cái lần mà phát hiện đầu tiên á, khi mà em có nghi ngờ á, thì nếu mà yêu em thật sự là anh ấy đã cắt đứt rồi. Còn cái này để cho em chứng kiến cái đó là nó không, không còn gì nữa. Nếu như thật sự lúc đó mà anh ta có yêu em thật sự thôi là cuộc vui này tới đây là ngưng được rồi. Nhưng mà anh ta vẫn tiếp tục để em phải phát hiện ra được. À thì cái đó nó không hợp lý đúng không nào? Cô bé này nhìn là kiểu mà ở ngoài rất là mạnh mẽ nhưng mà yêu yêu chết sống á. Phụ nữ mà cố gắng làm cho mình mạnh mẽ bên ngoài thì là càng yếu đuối ở bên trong. Không sao em, cố gắng mạnh mẽ. Bây giờ mình phải đi tìm hạnh phúc cho mình. Dạ, muốn hỏi bạn Sương một điều thôi. Vậy là Sương đã vượt qua được chưa? Và bây giờ tâm lý của Sương bây giờ là thoải mái chưa? Dạ em đã vượt qua được rồi. Thật ra thì anh thấy là em vẫn chưa hoàn toàn. Hỏi mà còn quặn nhiều như vậy là chưa hoàn toàn em ạ. Nha. Không, tại vì chưa thấy cực phẩm. Chưa thấy cực phẩm. Có khi nhiều khi thấy rồi bắt đầu là mắt sáng bừng lên. Nói bừng nào sống lên. Nói nào ngay, cái gì cũng vậy nó cũng phải có một lý do cho cái sự việc được tiếp diễn. Thì ngày hôm nay sẽ là lý do để em bước tiếp với những chặng đường tốt đẹp hơn. Mà không biết em đã sẵn sàng cho những chặng đường đó chưa? À, vâng, em sẵn sàng. Mắt sáng liền rồi kìa anh. Vậy thì em bước vào thế giới của người ấy là ai? Xin chào mọi người. Cô bé trong hình chính là Cẩm Tú. Tú sinh ra ở Ukraine, sau đó thì chuyển sang sinh sống và đi học ở Nga. Đến năm 10 tuổi thì Tú về Việt Nam. Hiện tại, Tú đang là biên tập viên ở mảng thời sự của Đài truyền hình Việt Nam. Kính chào quý vị đang xem bản tin trưa trên kênh VTV9 Đài truyền hình Việt Nam. Tôi là Cẩm Tú, sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin trưa này. Đây là công việc mơ ước của Tú từ năm 3 tuổi rồi và cũng là động lực để Tú quyết tâm học tiếng Việt và theo đuổi nghề báo. Người ta vẫn thường nói là con gái báo chí thì rất là mạnh mẽ và độc lập và có lẽ cũng chính cái điều này cũng đã từng thu hút một người. Đây là nơi đầu tiên mà Tú và anh gặp nhau. Anh là mối tình đầu năm Tú 18 tuổi và anh là một người bạn đã đồng hành cùng Tú trong suốt 6 năm thanh xuân. Tú đã từng nghĩ là mình sẽ cưới mối tình đầu của mình và Tú cũng đã từng tin mối tình đầu đó cũng sẽ là tình cuối. Tự tay Tú đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho đám cưới của mình. Thế nhưng mà khi ngày vui đã đến rất gần thì bản thân Tú lại cảm thấy có một điều gì đó không ổn và đã quyết định dừng lại mối tình của mình. Chuyện xảy ra cũng đã một năm rồi và đến bây giờ thì mọi người vẫn thường hay hỏi Tú là Tú có buồn không? Tú buồn. Nhưng Tú có tiếc không? Thì Tú không. Tú không hối tiếc vì quyết định mà mình đã đưa ra. Và nếu như bây giờ có được lựa chọn lại một lần nữa thì Tú vẫn sẽ giữ quyết định đó. Và tham gia chương trình Người ấy là ai thì Tú mong rằng là ba mẹ có thể yên tâm con gái của ba mẹ đã có thể vượt qua được biến cố đó và đã sẵn sàng mở lòng để có thể chào đón một người đàn ông nào đó khác bước vào cuộc đời của mình.
và hy vọng rằng là ban cố vấn và quý vị khán giả sẽ giúp cho Tú làm được điều đó. Một câu chuyện có lẽ là sẽ có rất nhiều điều để chúng ta cần phải khai thác về cái cuộc hôn nhân đáng lẽ đã thành của bạn. Và xin mời quý vị cùng gặp gỡ cô gái của chương trình hôm nay, bạn Cẩm Tú. Chương trình của mình các bạn đưa tới đều rất là xinh đẹp luôn ạ. Lời đầu tiên thì em xin được gửi lời chào đến anh Trấn Thành, các anh chị trong ban cố vấn cũng như là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Người Ấy Là Ai đang có mặt tại trường quay và đang theo dõi qua sóng truyền hình ạ. Hiện tại thì công việc chính của em là biên tập viên ở bên đài truyền hình Việt Nam. Em làm biên tập viên bao lâu rồi? Dạ khoảng 2 đến 3 năm. Công việc ổn định không? Dạ ổn rồi ạ. Công việc của em thì bận nhưng mà em nghĩ rằng là em đã quen với cái sự bận đó. Thường thì giờ mà người ta rảnh thì em lại làm, giờ người ta làm thì em lại rảnh. Nhưng mà bây giờ thế này, em trải qua một mối tình rồi đó. Em nhìn lại thì em có nghĩ là mình có nên lấy tình đầu không? Sau cái mối tình đó em nghĩ rằng là không phải là mình nên lấy mối tình đầu, mối tình thứ hai hay là mối tình nào đó, mà vấn đề là mình phải lấy người nào. Anh cũng không có lý thuyết lắm. Anh không khuyên ai lấy tình đầu của mình cả. Nó thiếu trải nghiệm lắm cưng. Mình yêu một cái người nào đầu tiên trong đời rồi mình lấy luôn người đó thì phải là may mắn lắm, hay là cái người đó cái duyên họ đến nhiều lắm, hoặc là cái người đó bản thân họ là cái người rất 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 là an phận, rồi họ cũng gặp một cái người y chang như vậy thì nó mới, điều đó mới thành. Mình chưa có kịp trải nghiệm, mình chả biết thế giới này nó ra làm sao, mình chẳng biết lòng người như thế nào. Em có tiện chia sẻ là chuyện gì đã xảy ra hay không? Dạ, lẽ ra là vào tháng 12 năm ngoái thì đám cưới của tụi em đã diễn ra. Em mong chờ đám cưới bởi vì là từ trước đến giờ em vốn là một người thích cưới sớm và em rất là thích đám cưới. Thế nhưng mà càng gần đến ngày cưới thì em càng nhận ra là giống như là nói, một là an phận và chấp nhận một cái cuộc hôn nhân mà mình đã biết trước là sẽ không hạnh phúc. Thế nhưng mà đổi lại mình sẽ có được cái sự bình yên. Còn hai là mình phải chấp nhận mạnh mẽ, kết thúc cái mối quan hệ đó để đi tìm hạnh phúc cho mình. Ngược lại, cái cuộc sống của mình sẽ bị đảo lộn. Và em đã chọn cách thứ hai. Khoan, nhưng mà cho đang hỏi rằng là, tức là bạn tự nhận ra rằng là đây là thời điểm quá sớm để bạn cưới, hay là anh ta có một cái lỗi lầm gì đó, hay là tự bạn thấy rằng là anh ta không có lỗi gì cả, nhưng mà mình dừng lại ở đây là quá sớm, mình cần phải trải nghiệm thêm, cần phải gặp những gỡ những người khác? Em nghĩ là cái lý do chính cũng là bởi vì anh ấy là mối tình đầu của em, nên là em đã yêu sai cách và em đã yêu sai người. Nếu như mà em yêu sai cách mà yêu đúng người thì em vẫn có thể vì người ta mà học cách yêu đúng, và chính người ta cũng có thể dạy cho em được cách yêu. Thế nhưng mà một khi em đã yêu sai người thì cho dù em có cố gắng thế nào để hòa hợp, hay là em có cố gắng đến thế nào để có thể yêu đúng, thì tình yêu đó cũng không bao giờ đúng được. Thế bây giờ em có tiện chia sẻ là anh ta làm gì mà để cho em cảm thấy là sai luôn cách, mình sai luôn người không? Anh ấy và em rất là khác nhau. Tình yêu vốn là một cái sự bù đắp, bù trừ cho nhau để mà cùng nhau hoàn thiện. Thế nhưng mà em với anh ấy, em có cảm giác giống như là ở trong hai thế giới tách biệt, đi hai cái con đường song song và hoàn toàn không có một cái điểm chung nào cả. Em là một người rất là mãnh liệt với cái cuộc sống của em. Em thích được nhiệt tình với tất cả mọi thứ, làm việc hết mình, chơi hết mình, mà yêu cũng hết mình. Em rất tin vào cái sự kỳ diệu của tình yêu. Thế nhưng mà anh ấy thì sống trong một cái vỏ bọc mà anh ấy muốn mọi người nhìn vào thì là hoàn hảo. Và anh ấy luôn thích có những cái điều có sẵn hơn là phải cố gắng có được một điều gì đó. Điều đó nó cũng đã phản ánh trong cái cách anh ấy yêu. Cho phép anh hỏi thẳng là có phải là em là cái người chu cấp cho anh ta nhiều điều trong cuộc sống để anh ta có được những cái vật chất tốt nên anh ta mới yêu em không? Không hẳn là chu cấp ạ. Có thể là vì trong số những cô gái xung quanh anh ấy thì về điều kiện của em ổn hơn người ta nên anh ấy chọn. À, tức là một chàng trai luôn luôn chọn cái best option. Cũng không phải là best luôn, mà là chọn cái gì tiện, sẵn. Dạ đúng. Nhưng mà em thắc mắc là
Nếu như mà bạn phát hiện ra một cái vỏ bọc như vậy là đến năm thứ mấy bạn mới phát hiện ra? Tại vì quen tới 6 năm lận. Đúng. Dạ đúng rồi. Tại vì lúc đó anh ấy xuất hiện rất là lấp lánh trong cái tâm trí của em, bởi vì em là một cô bé lúc đó là 18 tuổi, chưa từng yêu ai bao giờ hết. Em tự hỏi bản thân mình là trong phim ảnh, trong sách vở người ta có thể yêu nhau mãnh liệt chứ không như mình, chỉ như hai người bạn. Thì anh ấy nói rằng là em quá mơ mộng và em quá đòi hỏi trong tình yêu. Thì lúc đó em cũng nghĩ rằng là do bản thân em đã quá đòi hỏi. Thế nhưng mà khi mà cái khát khao yêu thương trong em nó càng lớn dần thì em lại càng nhận ra là mình không thể tiếp tục được nữa. Và em mới quyết định là hỏi thẳng anh ấy là: anh ơi, vì sao anh muốn cưới em? Thì anh ấy mới nói với em rằng là anh cần có một người phụ nữ ở nhà để mà có thể lo công việc nhà, để anh có thể tiếp tục những cái cuộc vui và những cái hoạt động của anh ấy ở bên ngoài. Lúc đó em mới nói rằng là nếu vậy thì anh có thể yêu bất cứ cô gái nào, hoặc thậm chí là anh chỉ cần có một cô xin ở nhà là đủ rồi, chứ anh không cần phải có em. Thì anh ấy mới nói rằng là nhưng mà em đẹp hơn những cô gái đó. Em mới quyết định nói rằng là em nghĩ rằng là em cần có một khoảng thời gian để mà nhìn lại cái cuộc hôn nhân này. Thì khoảng nửa tháng sau em bị tai nạn giao thông. Em may mắn là em chỉ có bị té xuống gầm xe ben thôi, nên là em chỉ bị trầy tay chân. Hiện tại chân em vẫn đang còn một vết sẹo mà em cho đó là một cái vết sẹo cuộc đời. Bởi vì sau cái tai nạn đó thì mọi thứ trong cuộc đời em nó đã thay đổi. Em cảm thấy mình may mắn khi bị té như vậy, vì em nghĩ rằng là có lẽ đó là một cơ hội để anh ấy có thể quan tâm em, hoặc là có thể yêu thương em. Em đã rất là hy vọng, nên em mới nhấc điện thoại lên và gọi cho anh ấy. Thì anh ấy nói rằng là anh tưởng em nói em cần có một khoảng thời gian yên lặng để mà suy nghĩ mà. Và thế là em đã cúp máy. Và suốt một tháng đó thì em cứ nghe cuộc gọi nào, thấy tin nhắn nào là lại bóc cái điện thoại lên, bởi vì em đã hy vọng là anh ấy sẽ gọi. Em chỉ hy vọng là chỉ có một cuộc điện thoại của anh ấy hay là một lời hỏi thăm của anh ấy thôi, thì em sẽ chấp nhận bỏ qua hết mọi cái đòi hỏi của mình. Em chấp nhận tiếp tục bên anh ấy, dù biết anh ấy không tốt nhưng ít ra là anh ấy thương em. Nhưng hoàn toàn không có gì cả. Em quyết định gọi điện cho anh ấy và chính thức nói lời chia tay. Và anh ta đồng ý. Chỉ cho tới lúc đó, bằng mọi cái sự tự ái của một người đàn ông, thì anh ấy mới giữ em lại, nhưng mà chỉ giữ bằng lời nói thôi. Anh ấy nói rằng là anh có thể chết chỉ cần em quay trở lại. Nhưng mà lúc đó cái tình yêu trong em nó đã không còn nữa rồi, bởi vì cái niềm hy vọng cũng đã không còn, em không còn trông chờ gì. Nên em mới nói là cho dù anh có làm gì em cũng không quay lại nữa. Câu chuyện của em nó nói cho chúng ta điều gì nhầm? Em ơi, trường học nó khác với trường đời ở chỗ là trường học nó cho chúng ta bài học, sau đó bắt chúng ta làm kiểm tra. Còn ở trường đời nó bắt mình làm kiểm tra trước rồi nó mới cho mình bài học. Em hiểu không? Vì vậy cho nên là em phải trải qua thì em mới có bài học. Nó khổ thế đấy em ạ. Nãy giờ nói chuyện với em, anh xin phép được chia sẻ một tí về em. Có lẽ là những lời không quá ngọt ngào cho cái lần gặp gỡ đầu tiên giữa một người đàn ông với người phụ nữ mà chưa quen nhau. Nhưng mà vì anh cũng muốn tốt cho em trong cuộc sống sau này, nên anh mạn phép được chia sẻ. Nếu em muốn nghe thì anh nói, còn không thì thôi. Dạ em muốn nghe ạ. Em quá an toàn, em sợ sự thật. Em ngại đi thẳng vào vấn đề. Em sợ gặp rất là nhiều sự cố, nên em chỉ cần một sự an toàn thôi, đối với em như vậy là đủ. Nhưng mà nếu như phụ nữ mà cần như vậy không á, khổ lắm em ạ. Dạ, về cái việc này thì em xin lỗi anh Thành, là em xin được đính chính lại. Em không phải là một người an toàn như anh Thành nói, bởi vì nếu em là một người an toàn, em đã không kết thúc mối quan hệ đó. Vì sao nãy giờ em phải vòng vo? Bởi vì em cảm thấy là đây là một cái sự tôn trọng cuối cùng mà em có thể dành cho anh ấy và người bạn gái mới của anh ấy. Ok, ok. Qua cái câu chuyện của bạn á, bạn biết Giang nhìn thấy cái điều gì ở bạn không? Một cái cảm giác là Giang nghĩ rằng là Giang sẽ đoán đúng. Tại vì cái cách mà bạn đang gồng mình, đang tỏ ra mình rất là mạnh mẽ, tỏ ra mình rất là mọi thứ, nó có một gì đấy nó rất là tương đồng với cả Giang. Giang nói thật, Giang nhìn bạn, Giang thấy bạn đáng thương lắm. Rất nhiều người phụ nữ họ sẵn sàng mong mình có thể bị đau để người đàn ông quan tâm đến họ. Và khi người phụ nữ họ mong cái điều đó là lúc họ đáng thương và họ bất lực nhất, thì có nghĩa rằng là nó đã đến thời điểm phải chấm dứt. Và với những cái mà bạn nói, bạn vòng vo ấy,
Thực ra là bạn đang sợ phải thừa nhận rằng là anh ta đã kết thúc trong lòng của anh ta với bạn rồi. Còn bạn chỉ là kết thúc bằng câu nói. Bạn không muốn chấp nhận là mình thua. Còn tất nhiên bây giờ anh ta và người yêu mới của anh ta thì mình vẫn chúc phúc thôi. Nhưng Giang tin rằng bạn đã tìm được cái con đường của mình rồi. Và cái con đường mà đúng nhất ấy, đó là cái quyết định đến với người lạ của bạn ngày hôm nay. Và Giang cùng với các bạn cố vấn ở đây sẽ giúp bạn tìm được một người đàn ông mới. Yeah. Thật ra thì cái điều mà chị Giang nói thì cái người mà đang sợ là mình là người bị bỏ rơi thì thật sự là anh ấy. Bởi vì sau cuộc chia tay đó thì có một cái sự việc xảy ra và khiến cho em không dám mở lòng mình với bất cứ ai. Là bởi vì anh ấy đã nói với gia đình và tất cả bạn bè của anh ấy là em là người có người khác nên anh ấy bỏ rơi em. Em đã chọn cách im lặng. Em không giải thích với gia đình của anh ấy và với bạn bè của anh ấy. Gia đình em biết không? Gia đình em đến sau này mới biết ạ. Sau này mới biết. Bởi vì anh ấy cũng đã nói với gia đình em như vậy. Còn mà trước đó là không giải thích với gia đình em luôn. Dạ, gia đình em thì tin em. À. Em thật sự rất là thương gia đình của anh ấy. Nhưng mà điều mà em day dứt nhất là em đã không đủ can đảm để giải thích với họ, để cho họ hiểu lầm em đến bây giờ. Tại sao mình phải làm? Tại sao mình sao, phải khổ? Sao mình không giải thích? Dạ, vì lúc đó em chỉ nghĩ rằng là nếu như họ còn tin em thì ít ra họ đã hỏi em rằng là con có làm chuyện đó không. Bé ơi, trước sự việc sao như vậy mà nghe họ... ngô vậy trời. Anh hỏi em nè, lấy cái lý do gì để người ta gọi cho em? Thì giờ tôi nghe nói vậy thì người ta chỉ thấy buồn vậy thôi. Người ta nói ủa bé nó vậy hả? Đó là điều mà em dây dứt tới tận bây giờ. Anh thấy là trong cuộc sống này đôi khi tại sao sai là tại vì mình luôn luôn quy chiếu cái yêu cầu của mình và đặt yêu cầu mình cho người khác. Muốn sống được tốt hơn nên có cách nhìn đa chiều ở nhiều góc cạnh của sự việc hơn. Nếu như em nhìn cái ly cà phê kết này thẳng vậy, em chỉ thấy nó có một màu đen à. Em chịu khó em đưa nó xuống, thấy có cái màu nâu trong ly. Em đưa lên em thấy cái màu trắng dưới đít ly. Em hiểu không? Thì chúng ta sẽ thấy được nhiều điều. Ok, ngày hôm nay cũng không muốn làm cho không khí nó căng thẳng hơn. Bởi vì anh thấy là anh thương em lắm. Em biết không, nãy Giang nói đó đúng lắm luôn á. Tội nghiệp lắm, bé à. Em luôn muốn cố gắng tỏ ra là mình mạnh mẽ. Tại sao? Tại vì bên trong thật sự em rất là yêu đuối. Vì em yêu đuối muôn đời, em vẫn yêu đuối bé ơi. Yếu đuối là vũ khí tuyệt vời nhất của phụ nữ. Làm ơn đừng biến nó thành cái thứ đáng xấu hổ. Nó là thứ đáng tự hào em ơi. Em biết cách yếu đuối đúng nơi, đúng chỗ. Nó là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Làm ơn. Và bây giờ thì gạt bỏ hết tất cả những chuyện cũ, anh hy vọng là bé sẽ thay đổi suy nghĩ, tư duy một cách trực diện hơn, tiếp cận mọi thứ một cách tỉnh táo hơn. Và em đã sẵn sàng gạt qua quá khứ để đến với thế giới của người ấy là ai chưa? Dạ, em sẵn sàng ạ. Cầu Linh hả? Xin chào, mình tên là Nguyễn Đặng Tường Linh. Năm nay mình 25 tuổi. Mình đến từ thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Và hiện tại thì mình đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình đã từng tốt nghiệp cử nhân ngành quản trị kinh doanh của Trường Học Viện Hàng không Việt Nam. Năm 2017 thì Linh có tham gia một cuộc thi Hoa hậu xinh đẹp châu Á ở Thái Lan và rất là may mắn được giải Hoa hậu. Sau đó mình tham gia The Face và giành được giải Á quân và tiếp tục đại diện Việt Nam tham gia Miss Intercontinental tại Egypt. Thường thì chắc là mọi người nhìn vào cái cuộc sống của những cô hoa hậu hay là người đẹp hay là những người làm trong nghệ thuật thì sẽ nghĩ là họ sẽ có những cái đời sống tình cảm, những cuộc tình thì rất là suôn sẻ, màu hồng đúng không? Nhưng mà đối với bản thân Linh thì dường như là chưa có một mối tình nào trọn vẹn và tạm gọi là hạnh phúc cả. Linh và anh ấy quen nhau trong một khoảng thời gian khá là dài. Anh đã chạm vào cái điều mà Linh cần nhất. Bởi vì Linh là một cô gái đã sống xa gia đình rất là lâu rồi. Cho nên mình rất là thích cái cảm giác đi làm về có người nấu cơm, chăm sóc và nâng niu mình giống như là một gia đình. Vì anh không chỉ là một người bạn trai, một người anh, một người bạn mà dường như là một phần trong cuộc sống, là một phần trong gia đình của Linh vậy đó. Cho nên mình rất là trân trọng những cái khoảng thời gian ở bên nhau như vậy. Nhưng mà sau một khoảng thời gian dài quen nhau thì tưởng chừng như là không có gì xảy ra thì vô tình Linh lại phát hiện ra anh ấy là có một người vợ ở nước ngoài rồi. Mình luôn khuyên mọi người là không có tham gia vào những cái mối tình mà
đã có chủ hoặc là mối tình thay ba. Tuy nhiên thực sự khi mà mình là một người trong cuộc, mình mới biết là cái sự khó xử nó khó khăn đến như thế nào. Trong khoảng thời gian đó mình vẫn còn rất là thương nhau. Khi dừng lại thì sẽ là những cái ngày mà cực kỳ buồn và đau khổ. Nhưng mà Linh nghĩ là cái điều đó là điều đúng đắn. Anh có thể quen mình thì biết đâu được sau này cái điều đó nó cũng lặp lại một cách y chang với một người nào khác nữa. Trong thời gian đó mình không có bạn bè, mình không có cuộc sống riêng. Mình đã sai lầm ở chỗ mình chỉ tập trung cuộc sống của mình hoàn toàn về anh ấy, hướng về anh ấy thôi. Linh nghĩ là bây giờ cuộc sống của Linh đã cân bằng rồi, thì Linh nhận ra được rất là nhiều điều quan trọng. Quan trọng nhất là gia đình và bạn bè. Cho dù mà có bất cứ một cuộc tình nào xen vào mình đi nữa thì cái vị trí của gia đình và bạn bè của mình sẽ chắc chắn là không bao giờ thay đổi. Và một điều quan trọng là Linh nghĩ là phụ nữ bây giờ mình phải mạnh mẽ, độc lập và dành thời gian nhiều cho bản thân hơn. Dành thời gian để tự tạo ra giá trị cho bản thân của mình và tự yêu thương mình. Thì khi đó mới có một người khác đến bên mình, yêu thương và trân trọng mình hơn. Linh đã xem rất là nhiều tập của chương trình Lẽ Là Ai và cũng theo dõi rất là kỹ cảm xúc của những cô gái ở đây. Và Linh muốn một lần mình được ngồi ở cái vị trí này, được sống những cái giây phút cùng những cái cảm xúc giống như những cô gái ấy. Và khi Linh xem thì Linh cảm thấy là đây là một chương trình mang lại cho mình rất là nhiều ý nghĩa, cũng như là nhiều câu chuyện truyền cảm hứng cho cuộc sống nữa. Nếu mà may mắn thì bạn có thể tìm được một nửa của mình, còn nếu mà không may mắn thì mình có thể có thêm 5 người bạn. Đây cũng là một cái duyên làm bạn trong cuộc sống, đúng không? Và ngày hôm nay Linh thật sự rất là mong muốn nhờ bạn cố vấn có thể giúp Linh tìm được một nửa của mình. Thưa quý vị, và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là một cô người mẫu. Xin giới thiệu Tường Linh. Quá đẹp. Trời, ngoài đẹp hơn trên hình 1 tỷ lần em ơi. Đẹp quá em ơi. Đẹp quá em ơi. Đẹp quá, hột quá, hột quá em ơi. Xin chào chương trình Gái Là Ai. Chào chị Lê Quyên, anh Triều Vũ, chị Hương Giang, chị Bảo anh Trấn Thành và các bạn khán giả. Cái cô này á, cái gương mặt ngoan ngoãn, vừa hiện đại, vừa cá tính, vừa khép nép nhưng nó lại vừa nổi loạn, coi như là có rất là nhiều trạng thái trong gương mặt của em. Anh muốn biết là tính cách thật trong em thì nó là gì? Tính cách thật của em thì cũng không có bánh bèo lắm, cũng hơi vui vui, nhây nhây, thích giỡn với bạn bè và mọi người. Rồi bây giờ thế này, em kể lại sơ một tí về cái chuyện tình đổ vỡ của em đi, tóm tắt lại một tí cho mọi người có thể hiểu được em hơn. Em cũng đã từng là một người rất là ghét người thứ ba. Và cũng tự nhủ bản thân mình là sẽ không bao giờ dính tới những cái cuộc tình thứ ba nào cả. Đối với em, khi mà ai theo đuổi mình thì em sẽ tìm hiểu là người ta đã có mối tình chưa. Nếu mà biết người ta đã có vợ hay bạn gái rồi thì em sẽ chủ động rút lui luôn. Nhưng mà đến với anh này thì em hoàn toàn không biết điều đó. Bởi vì ảnh còn rất là trẻ. Và ảnh cũng nói với em là ảnh không có ai hết đó. Cho nên là khi mình còn trẻ, mình cũng có nhiều tình cảm và mình cũng không có suy nghĩ nhiều. Thì mình cứ thế mà tin tưởng và yêu thôi. Tới khi nào biết? Vẫn còn yêu à? Còn sao chứ? Cả, cứ để cảm xúc tự nhiên. Rồi sao nữa em? Nước mắt còn rơi là còn yêu chứ. Khi mà đã dành tình cảm cho nhau nhiều, lúc đó thì em cảm giác giống như là mình đã là một phần cuộc sống của nhau rồi. Thì em mới phát hiện ra là anh có vợ. Thì chỉ là một lần lướt Facebook thì biết thôi. Dạ. Trời trời. Tức là anh ta cũng công khai cái chuyện đó trên Facebook luôn? Dạ không công khai gì hết. Khi mà mình là người phụ nữ, mình yêu nhau thì mình sẽ có một cái giác quan rất là đúng. Và thực sự là em cũng đúng. Rồi anh đối diện với em như thế nào? Lúc đó thì em thực sự giống như một cái gáo nước lạnh đổ lên. Bởi vì em chưa bao giờ nghi ngờ. Em cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có chuyện này xảy ra hết. Anh nói gì? Đầu tiên thì cũng
chối. Em biết chắc chắn là em tìm ra được cái điều đúng rồi. Sau khi em biết cái chuyện đó thì em tự dằn vặt bản thân mình rất là nhiều. Sau đó em cũng dằn vặt ảnh. Và tụi em cãi vã liên tiếp mỗi ngày luôn. Nó rất là mệt mỏi. Sau đó thì cả hai quyết định chia tay. Em có bao giờ gặp phải cái người vợ đó chưa? Có sợ là người ta biết không? Tại vì em nghĩ là bản thân em đã sai khi mà cũng có dính tới những câu chuyện này. Nhưng mà em đã dừng lại đúng lúc. Dù là bây giờ chưa đối diện, nhưng có đối diện thì em cũng không có gì để mà phải lo lắng cả, đúng không? Có nghĩa là em dám đối diện với cái người phụ nữ đó và cho cô ta biết sự thật. Anh chỉ muốn em biết một điều là em không có gì sai trong việc này hết. Người sai chính là người đàn ông đó. Tại vì ổng đã giấu em, ổng đã nói dối với em. Em muốn là một nạn nhân không thua gì người vợ của anh ta hết. Nhưng mà may mắn là em biết được và em chấm dứt ngay lúc đó. Nói chung ông đó không xứng đáng có được em. Sau hôm nay là không khóc vì người đó nữa. Nhưng mà cho hỏi Linh một cái này. Thực sự cái câu chuyện này là cái câu chuyện mình hoàn toàn có thể giấu. Tại vì thực sự người thứ ba thì vô tình hay cố ý thì nó cũng là một cái chuyện gì đấy nó rất là nhạy cảm. Linh lại là một cái người hoạt động nghệ thuật có tiếng tăm, còn là hoa hậu nữa. Thì cái lý do gì Linh lại chọn chia sẻ ở chương trình mới là ai? Tại vì em nghĩ là tất cả mọi người mà không hoạt động nghệ thuật thì luôn nghĩ là những cái người mà xúng xính váy đẹp, quần áo đẹp, chụp hình, đi event thì sẽ có một cái tình yêu rất là hạnh phúc. Nhưng mà không phải ai cũng may mắn có được một cái tình yêu như vậy. Em có thể là một người không may mắn. Và em muốn đem câu chuyện này để có thể sau này có những ai đó đã, đang và sẽ có những trường hợp giống như là em. Thì em muốn nói mọi người là hãy chiến thắng số phận. Bởi vì số phận và định mệnh những cái là mình không thể là lựa chọn được, nhưng mình có thể lựa chọn được cách giải quyết tốt nhất và đúng nhất. Hay quá. Rất là cảm ơn Linh đến đây ngày hôm nay. Bởi vì nói thật là trong mắt rất là nhiều khán giả, họ vẫn nghĩ rằng là cái giới showbiz rồi người mẫu, diễn viên, ca sĩ, có rất là nhiều người gắn đến cái từ người thứ ba, nó rất là nhạy cảm. Cũng cảm ơn Linh vì ngày hôm nay đã dám chia sẻ câu chuyện đấy để người ta thấy rằng là những cái người nghệ sĩ họ cũng có sự tỉnh táo để họ dừng lại, chứ nó không giống như những cái mà mọi người vẫn nghĩ. Chắc ở đây cùng với Trấn Thành thôi, nhưng mà chắc là cũng có nhiều kinh nghiệm hơn, bởi vì chị đã trải qua cả một thời tuổi trẻ. Ngang trái nhất trong cuộc đời này là gặp một người nào đó, nhưng em bước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc. Ai cũng có thể nói câu này một cách hoa mỹ, nhưng thực tế nó không bao giờ thay đổi được. Vì rõ ràng tình yêu nó có những cái lý luận riêng của nó. Và đặc biệt khi mình không biết, mình đã trao chọn niềm tin cho người ta và yêu người ta hết lòng, mà sau đó đúng lúc mình yêu nhất, mình nhận ra một cái sự thật phũ phàng là mình là người thứ ba. Không dễ gì chấp nhận từ bỏ, bởi vì quá yêu mà. Có những người sẽ lao theo và sai hoài. Linh là một cô gái rất là trẻ, Linh đã có đủ bản lĩnh để nhìn nhận điều đó. Và chị nghĩ rằng Hương Giang hỏi tại sao Linh nói điều này trên sóng truyền hình của một chương trình như vậy, chị nghĩ Linh cũng muốn nhắc nhở những người bạn cùng trang lứa như Linh. Bởi vì sao? Bởi vì thường thường kết cục của người thứ ba không bao giờ tốt đẹp. Bởi vậy cho nên tốt nhất là mình nên thận trọng ngay từ phút ban đầu. Khi mà mình xác định trao yêu thương cho một ai đó thì mình cố gắng tìm hiểu thật là kỹ càng. Có một quan điểm như thế này nghe thì hơi tàn nhẫn nhá, nhưng trong xã hội hiện đại, đâu đó chị nghe thấy người ta nói rằng trong trường hợp nào đó, người nào không được yêu thương nữa, đó là người thứ ba. Chị biết em á, cho nên chị mới nói á, chúng ta hãy luôn luôn suy nghĩ một cái điều rằng khi mà mình xinh đẹp, giỏi giang, mình tự chủ thì mình không việc gì phải làm người thứ ba cả. Hôm nay có vẻ khách mời rất là tâm đắc với lại cái câu chuyện của bạn nhờ. Tôi thấy ai cũng trải lòng một cách rất là sâu sắc ấy. Nói cái này là phải tranh luận nha. Tại vì như vậy này, theo em thẳng thắn ở đây, em không nghĩ là Linh không có lỗi. Chị nghĩ là em có lỗi đó. Em và bạn đó có quen biết nhau, mà người ta có gia đình. Gia đình chứ không phải người yêu nhá. Hai cái đấy là khác nhau nha. Người yêu giấu khác, nhưng mà đến mức độ mà có vợ mà yêu kiểu gì mà không có biết thì thực sự chị nghĩ có một cái lỗi, đó là em quá ngây thơ. Và có một chút gì đó, khi yêu là em yêu hết lòng, đâm ra là em để cái tình huống nó xảy ra, vô tình nó xảy ra. Ý cho chị có ý kiến. Chị vừa nói cái điều là chị đã trải qua một thời tuổi trẻ. Em ơi, có những điều mình không bao giờ có thể tìm ra chân lý nếu mình gặp phải cao thủ. Chính xác. Em có tin là có biết chán vạn người đàn ông ngoài kia có thể 24/24 ở gần em không một lời trách
hay là anh ra ngoài nghe điện thoại nhé. No, no. Không bao giờ có những cuộc điện thoại bất thiền liền. Ừ. Ở bên em 24 che tư cả ngày lẫn đêm mà là nó vẫn được dán tem. Mà những người đàn ông trẻ chứ không phải là không phải là đúng tuổi. Hả? Đó, ý chị nó không nghiêm túc đó ra. Bởi vậy cho nên nếu như cái này phải gọi là mình có may mắn hay không thôi. Và quan trọng là khi mình phát hiện ra mình có đủ bản lĩnh để dứt không. Đúng, rất là đồng tình với ý kiến của Lệ Quyên là bởi vì thế này. Mình không nói là mình tỉnh táo hay không được. Xin lỗi, ai yêu mà còn tỉnh táo là chưa phải là yêu nha. Đừng định nghĩa cái chuyện vớ vẩn đó, yêu là phải tỉnh táo đó. Dạ không ạ, yêu thì hãy ngu si. Cứ ngu si và cứ dại khờ mà yêu cái đã. Khi đụng vấn đề mới nên tỉnh táo. Bản lĩnh ở chỗ là mình dám dừng, dám nói, dám stop, còn dám kể nữa. Đó là bản lĩnh hả? Như Quyên nói, anh nói ví dụ nha. Trong trường hợp cái người mà không được yêu nữa là người thứ ba, nghe có vẻ rất tàn nhẫn, nhưng đây cũng là một cái lý luận mới. Theo anh thì này, có giỏi á, về báo bên kia, tôi off hợp đồng này nha. Tại vì tôi nghĩ là tôi tìm được cái sự đồng điệu ở cái người này hơn, thì nó mới là quân tử. Chứ còn nếu mà em vẫn còn đang giữ một cái xe cua, rồi em đến với cái kia, rồi em thấy là cái này nó ngon hơn, cái em nhảy qua đây, rồi em biến cái không còn yêu nó thành cái người thứ ba, hèn, chơi vậy cũng đẹp. Ok, chúng ta có rất nhiều khái niệm và nó là mỗi một cái quan điểm khác nhau. Nhưng với Giang thì tất nhiên là trên khía cạnh của Giang là Giang rất là rạch rời rơi xuống, thì không có cái người đàn ông nào mà em nghĩ là có thể qua mà để em kiểu như vậy. Nhưng mà ý em đang nói ở đây là trong tình yêu nó có nhiều thứ lắm. Nó là ủa sao anh không công khai tôi, sao đi chơi bạn bè kiểu gì, bạn bè của anh, bạn bè của tôi. Nó có rất nhiều những cái cơ hội để mình có thể biết. Nếu như cứ mỗi một lần như vậy trôi qua và mình tự nói với mình là mình chả có lỗi gì hết, thì cái gì sẽ là bài học để cho chúng ta tự nhắc chúng ta là lần sau chúng ta sẽ phải tìm hiểu kỹ hơn. Em đang nói đây là về cái cách chúng ta tự vấn bản thân mình. Đây là Hương Giang đang định nghĩa chữ lỗi. Lỗi đây là không phải là lỗi của vấn đề đạo đức, mà là lỗi của bản thân mình. Cái lỗi là lỗi mình khờ dại ấy. Đúng rồi, đúng rồi đó. Nhưng mà thiệt sự nãy giờ bạn ấy chưa bao giờ nói là bạn ấy không có lỗi hết. Cái này là cái xác nhận của những người xung quanh. Là tại vì khi Vũ ngồi đây, Vũ thấy những cái giọt nước mắt của em ấy sau khi chia tay một thời gian rất lâu rồi. Và Vũ nhìn vào cái tâm hồn qua cái ánh mắt, Vũ cảm nhận được đó là một cái sự đau lòng mà quá đau lòng, mà không phải là cô ấy. Mình bị hụt hẫng, mình yêu một người, mình dành hết cái tình yêu cho người đó, mà tự nhiên bất thình lình mình biết người đó là người mà gian dối và đã làm mình đau lòng nhất. Cái đó đau chứ. Em chưa chắc khi mà người ta đến với Linh người ta đã gian dối, nghĩa là người ta yêu Linh. Yêu thiệt. Nhưng người ta không thể. Nè, tôi đồng ý với Quyên thêm thế, lần nữa này còn nha. Nhớ, bắt tay thêm cái nữa này, ngon lành nè. Chỉ người ta yêu nhau người ta biết là dành nhau cái gì. Thì người Mỹ họ có một cái câu này nè, nếu như mà người thứ nhất đã quá được yêu thì sẽ không bao giờ tìm tới người thứ hai. Mà một khi đã tìm tới người thứ hai là người thứ nhất họ không có yêu nhiều như vậy. Nó có cái điều này, đàn ông có hai dạng. Một thích có thêm chứ không muốn bớt. Em sẽ là một chai nước hoa mới trong bộ sưu tập. Ok, nhưng có nhiều người đã chán chê cái ở nhà và muốn tìm kiếm một cái mới. Nhưng anh đồng ý với Quyên trong trường hợp này là cái anh này chắc chắn là anh đã không còn cái điều gì với cái cô kia nữa. Và rất là muốn ở với em để anh ta có thể tạo được cho em cái cảm giác mà ngày hôm nay đã lâu em ngồi em nhắc lại có chút xíu, nước mắt em vẫn rơi nhiều dòng. Có nghĩa là em đã trải qua những giây phút tuyệt vời hơn chữ tuyệt vời. Nhưng mà thế này em ạ, cuộc đời nó còn dài mà. Một cái chặng đường trôi qua nó là một trạm dừng. Em sẽ phải đi nhiều trạm trong cuộc đời này nữa. Và hãy thoải mái với nó, coi nó là một bài học. Em hiểu không? Đôi khi á, cái niềm đau này nó sẽ là cái dư vị để mình cảm nhận được cái hạnh phúc nó sắp tới, để mình trân trọng giữ hạnh phúc nó lâu hơn. Vậy thì bây giờ thế này, gạt lệ chua cay, anh muốn hỏi em là em đã đủ tỉnh táo để bước vào thế giới của người ấy là ai chưa? Dạ rồi, em sẵn sàng. Người ấy là ai?